Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 2. Vòng thứ 3, Tiêu Phàm, Tiêu U, Tiêu Nam cùng Tiêu Đào. Tam trưởng lão Tiêu Ngạn tuyên bố danh sách vòng thứ 3, Tiếu Dung trên mặt hiện rõ. Ta nhận thua, ta cũng nhận thua, hai người Tiêu Nam cùng Tiêu Đào đột nhiên mở miệng, trực tiếp nhận thua, từ giờ cuộc tỷ thí chỉ còn lại Tiêu Phàm và Tiêu U. Trên đài hội nghị, Tiêu Hạo Thiên hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt đảo qua tam trưởng lão Tiêu Ngạn, trong mắt lóe lên một đạo u lãnh sát mang. Cho dù là đệ tử Tiêu gia, lúc hiểu rõ tình thế thì nhận thua cũng không có gì đáng xấu hổ, ta lấy các ngươi làm vinh, không giống có ít người biết rõ phải chết cũng phải làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, Tiêu gia rất nhiều người nổi giận mà không dám nói gì. Con đường tu luyện vốn là dựa vào một khỏa cường tâm mà tiến đến, làm sao có thể chưa đánh liền nhận thua, ngay cả dũng khí đối mặt đều không có vậy thì tu luyện để làm gì nữa. Nhưng mà tam trưởng lão Tiêu Ngạn lại đem không chiến mà bại nói đường hoàng như thế, không phải bởi vì Tiêu Nam và Tiêu Đào đều là đệ tử thuộc mạch của hắn sao. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng nghe ra ý tứ bên trong lời nói của Tiêu Ngạn là nói hắn là thiêu thân không tự lượng sức. Đây là trận chiến cuối cùng của niên hội năm nay, người chiến thắng chính là quán quân của niên hội năm nay, gia chủ nói, nếu ai đạt được quán quân sẽ thưởng cho một viên ngũ giai hồn tinh. Tam trưởng lão cười nói, ngũ giai hồn tinh, đám người con ngươi co rụt lại, ngũ giai hồn tinh, đây là giết ngũ giai hồn thú mới có được a, mà thực lực ngũ giai hồn thú tương đương với chiến tông nhân loại, gia tộc chẳng lẽ thật có ngũ giai hồn tinh. Hơn nữa, đây là ban thưởng thứ nhất, mặt khác, gia chủ đại nhân thân thể khiếm an, chuẩn bị nhường ra vị trí gia chủ, nếu ai trở thành quán quân liền có thể trở thành Tiêu gia gia chủ. Tam trưởng lão đột nhiên lại bổ sung một câu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lời nói của tam trưởng lão Tiêu Ngạn lập tức để tất cả mọi người Tiêu gia sôi trào, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, không đợi hắn mở miệng, nhị trưởng lão Tiêu Văn bỗng nhiên đứng dậy, quát lên, Tiêu Ngạn, ngươi thật to gan. Sự tình gia chủ thế nào một mình ngươi có thể quyết định? Nhị trưởng lão, đây là trưởng lão hội chúng ta quyết định. Gia chủ mặc dù đại biểu gia tộc nhưng trưởng lão hội cũng có thể vạch tội gia chủ thân thể khiếm an đã không còn thích hợp để đảm nhận chức vị gia chủ nữa. Tiêu Ngạn sắc mặt thập phần bình tĩnh. Không sai, bởi vì Tiêu Trường đột ngột tử vong, thân thể gia chủ ngày càng suy yếu nên nghỉ ngơi cho khỏe, không nên tiếp tục vất vả. Trên đài hội nghị, một tên trưởng lão khác đứng lên nói. Ta cũng đồng ý như thế, tán thành, càng ngày càng nhiều người mở miệng. Một vài trưởng lão trầm mặc không nói, xấu hổ cúi thấp đầu. Âm mưu rốt cục bộc phát rồi sao? Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, đảo qua Tiêu U cách đó không xa, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén. Tiêu Văn toàn thân run rẩy không thôi, ngón tay chỉ nguyên một đám trưởng lão Tiêu ra, tức giận không thốt nên lời. Ngược lại ánh mắt Tiêu Hạo Thiên thập phần bình tĩnh, hắn nhìn Tiêu U thản nhiên nói, Tiêu gia đối với ngươi có ân, nhưng ngươi vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Lấy oán trả ơn, ha ha, Tiêu U ta một mực đem bản thân xem như người Tiêu gia, nhưng còn các ngươi có từng coi ta là người Tiêu gia không, bất luận tài nguyên tu luyện gì đều cắt một nửa, dù ta là ngũ phẩm chiến hồn, các ngươi cũng xem như không biết, càng gạt tất cả mọi người trong gia tộc nói ta chỉ là tứ phẩm chiến hồn, băng xương kiếm. Tiêu U rốt cục bộc phát, gương mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Hạo Thiên. Nuôi không quen chó. Cho ngươi tài nguyên tu luyện chính là đã đối xử tốt với ngươi ổi, nếu không phải là ta thì ngươi đã sớm chết cóng tại đầu đường xóa trơ rồi. Nhị trưởng lão Tiêu Văn gào thét, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đúng vậy a, cho nên ta rất cảm kích ngươi, cũng không ra tay đối với ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Tiêu U cười lạnh nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, có phải ngươi phát hiện gần đây hồn lực bị đình trệ? Cho dù bế quan tu luyện cũng vô dụng, là ngươi. Con người Tiêu Hạo Thiên co rụt lại. Tiêu U cười không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Tiêu Phàm nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Tiêu Hạo Thiên hai mắt vô thần, thiên đình hắc ám, trên mặt lượn lờ hắc khí, đây quả nhiên là dấu hiệu bị trúng độc. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, nhưng mà nghênh đón chính là ánh mắt hung tợn của tiểu ma nữ, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tiêu Phàm không biết đã chết bao nhiêu lần. Bất quá, Tiêu Phàm lại không để ý, hắn chậm rãi hướng về tỷ thí đài đi đến,
một màn này không khỏi hấp dẫn chú ý phần lớn người. Phế vật này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng đại tiểu thư so tài sao? Quả thực là nghé con không sợ cọp, lấy cảnh giới chiến sư hậu kỳ của lão phu cũng không phải là đối thủ của đại tiểu thư A, chỉ bằng chiến sư sơ kỳ hắn. Một kiếm vừa rồi đánh lui Tiêu Văn cũng chỉ là may mắn mà thôi, hơn nữa một kích vừa rồi khẳng định tiêu hao phần lớn hồn lực của hắn, giờ phút này mà đi lên chỉ có chịu chết thôi. Đám người trưởng lão khinh thường nhìn Tiêu Phàm, phần lớn bọn hắn đều đã bị Tiêu U thu mua, chỉ còn một vài người còn đứng về phía Tiêu Hạo Thiên, nhưng cũng không quá coi trọng Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi còn muốn chiến đấu? Tam trưởng lão thấy Tiêu Phàm đi đến tỉ thí đài lập tức trầm giọng nói, ta có nhận thua sao? Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, thản nhiên nói, thân làm người Tiêu gia, ta vì ngươi cảm thấy thật đáng xấu hổ. Hừ, tiểu tử, ngươi có biết đang nói chuyện cùng với ai không? Tam trưởng lão cau mày một cái, sát ý nồng đậm từ khóe mắt dâng lên. Một con chó mà thôi, hơn nữa còn là một con chó biết cắn ngược lại chủ nhân. Tiêu Phàm không hề kiêng kỵ gì. Mặc dù Tiêu Phàm đối với Tiêu gia không có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng hắn đối với Tiêu Hạo Thiên lại rất cảm kích và kính trọng, cho tới nay, nếu như không có Tiêu Hạo Thiên bảo hộ thì hắn sớm đã chết. Bây giờ Tiêu Hạo Thiên bị người khác hạ độc, trưởng lão Tiêu gia phản loạn, hắn sao có thể đứng nhìn? Mặc dù tu vi hắn rất yếu, chỉ là cảnh giới chiến sư trung kỳ, nhưng chỉ cần cảnh giới dưới chiến tôn hắn đều có sức đánh một trận, mà chiến tôn cường giả tại Tiêu gia cũng chỉ có hai người, một là Tiêu Hạo Thiên, người còn lại chính là vị đại trưởng lão luôn thần bí kia. Đại trưởng lão một mực canh giữ ở chiến kỹ các rất ít khi xuất động, bất quá Tiêu Phàm biết rõ đại trưởng lão nhất định đã phát hiện sự tình phát sinh ở đây, nếu hắn còn chưa tới có lẽ hắn chưa muốn xuất thủ. Đã như vậy, hắn liền đi ra. Tự tìm cái chết, tam trưởng lão nghe Tiêu Phàm nói liền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, chân đạp mê tung bộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm thần sắc bất động, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú tam trưởng lão đang lao đến, khi khoảng cách chỉ còn 3 mét thì Tiêu Phàm động. Đồng dạng thi triển mê tung bộ, hồn lực cuồn cuộn xuất ra, khí thế khủng bố bộc phát. Chiến sư trung kỳ, nhị trưởng lão Tiêu Văn kêu sợ hãi, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, hắn làm sao có thể ngờ Tiêu Phàm lại cường đại như thế, chiến sư sơ kỳ chưa phải thực lực chân chính của hắn. Chiến sư trung kỳ. Chiến sư trung kỳ thì thế nào, bản trưởng lão là chiến sư hậu kỳ. Tam trưởng lão cười lạnh nói, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, phá phong trảm. Sau lưng hắn hiện ra một đạo hắc sắc quang ảnh, tỏa ra một cỗ khí thế sắc bén, chiến hồn tam phẩm, phàm kiếm. Hồng hộc, Tiêu Phàm cười lạnh, lại thi triển ra một kiếm vừa rồi chém bay Tiêu Văn cùng Tiêu Thiên, chỉ là khí thế lần này lại mạnh hơn gấp mấy lần, lần trước hắn chỉ xuất ra chiến lực sơ kỳ mà thôi. Tốc độ kiếm mang rất nhanh, công kích, lực lượng và tốc độ cơ hồ đạt tới dung hợp hoàn mỹ, một kiếm xuyên thủng mi tâm tam trưởng lão, xé nát chiến hồn của hắn. Thi thể tam trưởng lão ngã xuống đất, máu tươi, óc từ mi tâm bắn ra, trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lộ vẻ khó tin. Một kiếm giết tam trưởng lão, Tiêu Phàm xuất thủ quyết đoán, tàn nhẫn. Lấy thực lực chiến sư trung kỳ một kích giết chết chiến sư hậu kỳ, thực lực và tâm tính này triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Tam trưởng lão, chết! Đám người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt cùng nhau đặt tại trên người Tiêu Phàm. Ai cũng không ngờ Tiêu Phàm sẽ sát phạt quả đoán như thế, tam trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão A, lại bị hắn giết như thế. Tiêu Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cảm giác cực kỳ xa lạ. Hắn bình thường khúm núm, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng vậy mà tàn nhẫn quyết đoán như thế, người này thật sự là tôn nhi của hắn sao? Tính tình Phàm Nhi cùng phụ thân hắn Trường Phong giống nhau như đúc. Tiêu Hạo Thiên kích động trong lòng nói, đây mới là hài tử của Tiêu Trường. Tiêu Phàm đứng ở trên chiến đài, cả người giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, lạnh lùng quét mắt lên một đám trưởng lão trên đài hội nghị. Cuối cùng nhìn về phía Tiêu U nói, sự tình Tiêu gia khi nào đến phiên một ngoại nhân đến nhúng tay. Tiêu U ngươi không niệm ân tình, uống nước không nhớ nguồn liền thôi, còn muốn đoạt vị trí gia chủ Tiêu gia ta. Tiêu Phàm ta bình thường không giết nữ nhân, nhưng hôm nay nếu không giết ngươi thì làm sao lấy lại danh dự cho Tiêu gia ta. Nếu không giết ngươi,
thì làm sao bàn giao cho tộc nhân của Tiêu gia? Lăn đi lên nhận lấy cái chết. Mấy chữ cuối cùng, Tiêu Phàm cơ hồ là gào thét ra, một tay nắm chặt, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu U. Con người Tiêu U vô cùng băng lãnh, khi nàng nhìn về đám người phía trên đài hội nghị lại phát hiện không có một người nào dám mở miệng, tất cả đều cúi đầu. Tiêu gia tam trưởng lão chết triệt để làm bọn hắn lạnh lòng. Tiêu Phàm, người thật đúng là có thể ẩn nhẫn, dù bị người kêu phế vật suốt 9 năm, kết quả ngươi lại trở thành chướng ngại vật của ta, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Tiêu U cười lạnh một tiếng, nàng căn bản không đặt Tiêu Phàm ở trong mắt. Sau đó ánh mắt lại rơi vào trên đài hội nghị, âm thanh lạnh lùng nói, coi như Tiêu Ngạn chết, các ngươi có thể đem tất cả phủi sạch sẽ không? Tiêu Hạo Thiên trưởng quản Tiêu gia mười mấy 20 năm, Tiêu gia một mực dậm chân tại chỗ, hắn có tư cách gì làm gia chủ? Chẳng lẽ ngươi có tư cách sao? Tiêu Văn không chút khách khí, hắn mặc dù đối với Tiêu Phàm rất không ưa, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn một mực đứng về phía Tiêu Hạo Thiên, không vì cái gì khác bởi vì Tiêu Hạo Thiên là thúc phụ hắn. Toàn bộ Tiêu gia trừ Tiêu Phàm ra thì chỉ có hắn có quan hệ thân thiết với Tiêu Hạo Thiên, khả năng cha con bọn họ trở thành gia chủ Tiêu gia cũng lớn nhất. Ồn ào, Tiêu U lạnh lùng chỉ vào Tiêu Văn, sau một khắc, một vệt sáng gào thét xuất ra. Chỉ thấy một tên nam tử hoàng gia cưỡi kim thương lang nhảy lên thật cao, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Văn. Tiêu Văn biến sắc, đầu kim thương lang là tam giai hồn thú, nam tử kia càng là chiến sư đỉnh phong, thực lực tổ hợp dạng này làm sao mà hắn có thể chống đỡ. Cút, Tiêu Phàm gầm lên, trong nháy mắt tiểu kim cũng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ uy thế ngập trời tản ra, kim thương lang toàn thân run rẩy dữ dội, bị dọa đến trong nháy mắt liền nằm rạp trên mặt đất. Nam tử trên lưng nó run lên bần bật, trực tiếp từ trên lưng kim thương lang ngã xuống. Sau một khắc, tất cả mọi người đều nhìn vào tiểu kim, ai cũng không ngờ tới hồn thú còn chưa mọc đủ lông này lại khủng bố như thế, ẩn ẩn bên trong tiếng gầm còn có thú vương chi uy. Tiêu Văn hít vào ngụm khí lạnh, phức tạp nhìn Tiêu Phàm, hắn nào ngờ người cứu mình lại là Tiêu Phàm, Tiêu U mặc dù sẽ không giết chết hắn nhưng vừa rồi nếu như bị đánh chúng cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Hồn thú ta muốn, Tiêu U cực kỳ bá đạo nói. Giống, tiểu kim gầm thét, mặt coi thường nhìn Tiêu U, điều này càng dấy lên ham muốn chiến hữu của Tiêu U. Ta nghĩ phu quân ta sẽ rất thích hồn thú này. Tiêu U không những không giận mà còn cười nói, sau đó vừa nhìn về phía một đám trưởng lão trên đài hội nghị, nói các ngươi hiện tại còn có thể đổi ý, bất quá từ nay về sau các ngươi sống hay chết đều không liên quan đến ta. Lời này vừa nói ra. Một đám trưởng lão toàn thân run rẩy, hồi lâu, lại có một người đi tới nói, gia chủ, xin ngài hãy suy nghĩ cho Tiêu gia, hãy thoái vị a. Mời gia chủ nghĩ lại, các trưởng lão khác cũng nhao nhao bái nói. Tiêu Hạo Thiên toàn thân run lên, cả người tựa như già đi mấy chục tuổi. Tiêu U, có dám đánh cuộc với ta một ván, ngươi nếu thắng, vị trí gia chủ Tiêu gia liền thuộc về ngươi, ngươi nếu thua, ngay lập tức cút ra Tiêu Thành. Từ nay về sau không được bước vào Tiêu Thành một bước. Tiêu Phàm tiến lên phía trước, lạnh lùng nhìn Tiêu U nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được, nếu như ta thắng, hồn thú này thuộc về ta. Tiêu U gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Kim. Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng mà Tiểu Kim lại là gầm nhẹ một tiếng. Tiêu Phàm minh bạch ý tứ Tiểu Kim, lập tức hít sâu nói, được. Ra ra. Có thể tin tưởng ta một lần hay không? Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên nói. Hắn biết rõ, Tiêu U muốn danh chính ngôn thuận chiếm lấy vị trí gia chủ, cho nên sẽ không bức tử Tiêu Hạo Thiên, đây cũng là thẻ đánh bạc duy nhất của hắn. Bằng không, nếu như Tiêu U muốn bất chấp thủ đoạn giành lấy chức vị gia chủ này thì chỉ bằng những người Tiêu gia cơ bản không thể chống đỡ được, dù sao chỗ dựa của nàng là hoàng gia tại Yến Thành là đại gia tộc. Tuyệt đối không phải Tiêu gia nho nhỏ có thể so sánh. Tiêu Hạo Thiên cau mày tựa muốn đem nhìn thấu Tiêu Phàm, lúc này, Tiêu U giống như sợ Tiêu Hạo Thiên không đáp ứng, vội vàng mở miệng nói, làm sao, Tiêu gia gia chủ thậm chí ngay cả điểm quyết đoán ấy đều không có sao. Người như thế này lại muốn chấp trưởng Tiêu gia. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên rơi vào trên người Tiêu Phàm, hắn phát hiện Tiêu Phàm vô cùng kiên định, mang theo một cỗ tự tin vô địch, đột nhiên, hắn sang sảng cười một tiếng. Nói, ngươi là tôn nhi ta không tin ngươi thì còn có thể tin ai? Không hổ là Tiêu gia gia chủ,
có quyết đoán. Nếu gia chủ đều đã đáp ứng vậy tên phế vật này liền có thể đến đây nhận lấy cái chết. Tiêu U cười đắc ý, đi đến tỉ thí đài, váy dài kim sắc phiêu động, phách lối không ai bì nổi. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh đi đến tỉ thí đài, trên người tỏa ra một cỗ khí thế thần bí. Cho ngươi một cái lựa chọn, nếu như ngươi tự giác cút xuống dưới ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Thần sắc Tiêu U bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không để Tiêu Phàm vào mắt. Tiêu Phàm cười, Tiêu U giờ phút này xác thực tản mát ra một cỗ tự tin, cho dù chiến tôn bình thường nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi? Ngươi nghĩ ngươi đánh thắng được Tiêu Thiên thì có tư cách đánh với ta một trận sao? Ngươi sẽ sớm thấy ý nghĩ của ngươi buồn cười đến thế nào. Còn có, nụ cười của ngươi làm ta rất khó chịu. Tiêu U lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm càng vui vẻ, châm chọc nói, ý ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi đã là nửa bước chiến tôn phải không, tại sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy? Quả nhiên vừa nghe Tiêu Phàm nói, thân thể mềm mại của Tiêu U run lên, thần sắc cứng đờ, sau đó chậm rãi trở nên âm lãnh. Một cỗ khí thế bành trướng từ trên người nàng tỏa ra, nếu ngươi đã biết thế, vậy ngươi cũng không nên sống tiếp nữa. Chiến sư đỉnh phong, không, nửa bước chiến tôn, nàng đã bước nửa chân vào cảnh giới chiến tôn, đám người lên tiếng kinh hô. Rất nhiều đệ tử Tiêu gia và trưởng lão bắt đầu dao động, Tiêu U trẻ tuổi như thế lại tùy thời có thể trở thành chiến tôn, đợi một thời gian sau Tiêu U nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn liền không phải càng lợi hại hơn Tiêu Hạo Thiên. Nếu quả thật để Tiêu U làm gia chủ, có lẽ, Tiêu gia mới có thể chân chính hưng thịnh, quét ngang các thế lực ở Tiêu Thành, trở thành Tiêu Thành đệ nhất gia tộc. Ta vốn cho rằng người cuối cùng là Tiêu Thiên lại không hề nghĩ tên phế vật suốt 9 năm như ngươi, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mãi mãi cũng chỉ là vật làm nền cho người khác. Tiêu U toàn thân phát ra khí tức cường đại, hàn khí băng lãnh hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Trên tỉ thí đài, Tiêu U phát ra khí tức băng lãnh. Quanh thân nàng đột nhiên xuất hiện một tầng bạch sắc băng xương, hàn khí lạnh lẽo hướng về Tiêu Phàm đánh đến. Phi hồng thất kiếm, Tiêu Phàm quát lên một tiếng đánh đòn phủ đầu, thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu U, hai tay cũng kết thành kiếm chỉ, hồn lực xuất ra ngoài ngưng tụ thành một thanh hồn lực chi kiếm. Đám người hai mắt ngưng tụ, bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm mang lấp lóe, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, ai cũng không ngờ Tiêu Phàm vậy mà chủ động xuất kích. Giờ phút này, không có bất luận kẻ nào đem Tiêu Phàm cùng phế vật hai chữ liên hệ cùng một chỗ, nếu như Tiêu Phàm mà là phế vật thì cả tòa Tiêu Thành có ai dám xưng là thiên tài. Điêu trùng tiểu kỹ, băng xương, Tiêu U lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý, hời hợt vung ra một trường, một cỗ băng hàn chi khí lao về phía Tiêu Phàm. Hàn khí thật bá đạo, chiến hồn của Tiêu U đến cùng là gì? Đám người con ngươi co rụt lại ánh mắt tràn ngập kinh khủng nhìn về phía Tiêu U. Dưới đài, tiểu ma nữ sắc mặt có chút ngưng trọng, không khỏi nắm chặt tay, lo lắng thay Tiêu Phàm, trong lòng buồn bực nói, ta làm sao lại lo lắng cho tên lưu manh kia. Nhưng mặc dù hắn hơi xấu tính một chút nhưng ta cũng không muốn hắn chết a. Tiêu Thiên nắm chặt nắm đấm, móng tay bấu vào trong lòng bàn tay, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra, hắn không cam lòng, người đứng trên đài đáng lẽ phải là ta, Tiêu Phàm kia dựa vào cái gì có thể đứng trên đó. Càng nghĩ Tiêu Thiên càng phẫn nộ, thiếu chút nữa thì triệt để bạo phát ra. Tiêu Phàm hai tay chấn động, băng xương bao trùm bên ngoài cơ thể lập tức bị chấn nát, kiếm thế không giảm mảy may cùng một trường của Tiêu U va chạm vào một chỗ, hai người cấp tốc lui lại. Một cỗ sóng to gió lớn quét ra, thân hình Tiêu Phàm rút lui mấy trượng, thẳng đến mép tỉ thí đài mới dừng lại, khí huyết trong cơ thể sôi trào không thôi. Quả nhiên không hổ là nửa bước chiến tôn. Hồn lực cường đại vô cùng, có thể ngưng tụ thành thực thể, xác thực so chiến sư cảnh cường đại hơn quá nhiều. Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ hàn băng chi lực bá đạo, thầm nghĩ trong lòng, bất quá ta cũng có ta ưu thế, hồn lực tinh khiết cùng hơn 100 loại chiến kỹ. Kim cương chỉ, tâm thần hắn thu liễm lại, ngón tay lại xuất ra, tại hư không ngưng tụ thành một cái kim sắc chỉ, khí tức cuồng bạo không thể cản. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Kim cương chỉ sao, ta cũng biết, Tiêu U vẻ mặt coi thường, thực lực nàng đã nửa bước chiến tôn cũng không phải nói đùa, cảnh giới dưới chiến tôn nàng cơ hồ không hề sợ bất kỳ ai. Oanh, hai đạo kim cương chỉ va chạm vào cùng một chỗ, sau một khắc, Tiêu U biến sắc,
không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm, kim cương chỉ của ngươi đã luyện đến đỉnh phong. Ngươi cứ nói xem. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thân hình lần nữa bị đẩy lui, bất quá lại tốt hơn vừa rồi, chỉ bị đẩy lui chút ít. Nếu chỉ so về khống chế hồn lực thì cho dù Tiêu U cũng không bằng Tiêu Phàm, hắn đem hơn 100 loại chiến kỹ luyện đến đỉnh phong, cái này không phải chỉ dùng khủng bố để hình dung, đừng nói chiến sư, coi như chiến tôn, thậm chí chiến tông cũng không thể nào làm được. Hơn nữa, Tiêu Phàm vẻn vẹn trong một tháng liền thành công, nói ra tuyệt đối kinh thế hãi tục. Coi như người đem kim cương chỉ luyện đến đỉnh phong thì như thế nào, người đồng dạng đều sẽ chết. Tiêu U khẽ kêu, lấy tu vi của nàng vẫn như cũ không xem trọng Tiêu Phàm. Băng tuyết đầy trời tựa như đang nhảy múa, sương lạnh tàn phá bừa bãi, tụ lại thành một cỗ lại một cỗ băng phong cường đại xâm nhập tứ phương. Phá lãng thủ, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, vẫn như cũ vững như Thái Sơn, lôi âm cuồn cuộn, tay phải một trường quét ra, một cỗ khí lãng trong hư không dâng lên. Hồn lực bành trướng giống như sóng biển đang gào thét. Lại là chiến kỹ đỉnh phong, Tiêu U rốt cục biến sắc, cho dù là nàng cũng chỉ có thể đem ba loại nhị phẩm chiến kỹ luyện đến đỉnh phong, mỗi một loại đều hao phí thời gian gần một năm. Nàng biết rõ đỉnh phong chiến kỹ rất đáng sợ, cho dù là nhị phẩm chiến kỹ một khi luyện đến đỉnh phong hóa cảnh, uy lực tuyệt đối không kém gì tam phẩm chiến kỹ. Trên đài hội nghị, Tiêu Hạo Thiên cũng là kinh ngạc không thôi, nhìn lên thương khung. Trong lòng quát ầm lên, Trường Phong, ngươi thấy sao? Đây là con trai của ngươi, là Tiêu gia thiên tài. Nhất mạch của ta đây rốt cục có người kế tục. Bên trong một góc tối trong luyện võ trường có một lão giả tóc trắng đang nhìn Tiêu Phàm phía trên chiến đài, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tiểu tử này chỉ từng tiến vào chiến kỹ các một lần, làm sao biết nhiều chiến kỹ như vậy? Chẳng lẽ là học trộm? Nếu như người Tiêu gia nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra. Đây không ai khác mà chính là đại trưởng lão. Không đúng, nếu như là học trộm thì hắn không có khả năng học đến hoàn mỹ như thế, cái này căn bản không có bất kỳ tì vết nào, còn có một vài chiến kỹ ta cũng không bằng A. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đột nhiên con người run lên, nói chẳng lẽ là lần trước hắn tiến vào chiến kỹ các liền đem những chiến kỹ kia ghi nhớ hết. Nếu quả thật là như vậy thì thiên phú của kẻ này cũng quá yêu nghiệt đi. Khó trách đại trưởng lão lại khiếp sợ như vậy, một loại chiến kỹ muốn luyện đến đỉnh phong đều cần thời gian rèn luyện cùng diễn luyện, cho dù thiên phú người yêu nghiệt như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới đỉnh phong. Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại mới chỉ có 16 tuổi A, coi như hắn lần thứ nhất thức tỉnh chiến hồn về sau bắt đầu tu luyện đến hiện tại cũng mới 9 năm. Thời gian 9 năm đem 2-3 loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong đối với thiên tài mà nói cũng không có khó gì. Nhưng chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong mà Tiêu Phàm thi triển lại đến 20-30 loại, cái này cũng có chút khủng bố. Tiêu gia có lẽ sẽ không còn yên tĩnh A, Trường Phong, con trai của ngươi có lẽ không hề yếu hơn ngươi A. Hồi lâu, đại trưởng lão cảm thán một hơi nói. Phía trên tỷ thí đài, Tiêu Phàm cùng Tiêu U đối chiến trên 100 chiêu, trong lúc đó, Tiêu Phàm hết thảy thi triển ra 30 mấy loại chiến kỹ đỉnh phong làm mọi người vô cùng chấn động. 30 mấy loại chiến kỹ đỉnh phong A, cho dù tuyệt thế yêu nghiệt cũng chưa chắc có thể làm đến A. Tiêu U càng đánh càng sợ, thực lực Tiêu Phàm không mạnh nhưng lại quá khó chơi, hắn chỉ thi triển nhị phẩm chiến kỹ liền chống đỡ được nửa bước chiến tôn, nếu như học được tam phẩm chiến kỹ, sau đó lại tu luyện tới đỉnh phong, như vậy lại càng cường đại biết bao. Hàn băng chạm, Tiêu U khẽ quát một tiếng, trong lòng càng thêm ngưng trọng, nàng phát hiện bản thân đánh giá quá thấp Tiêu Phàm. Đây mới là thực lực chân chính của Tiêu Phàm, thân pháp chiến kỹ đều kỳ diệu tuyệt đỉnh, công kích chiến kỹ càng là nhanh, chuẩn, hung ác. Lưu Vân Kiếm, Tiêu Phàm rất bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng không có hoa chiêu hư ảnh gì nhưng sức công phạt lại dị thường sắc bén lăng lệ. Hai người hai kiếm va chạm lần nữa, băng xương chi khí cùng vô tận kiếm khí va chạm, hư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Quỷ dị là lần này Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ lui ra phía sau hai bước. Đồng dạng, Tiêu U cũng lui ra phía sau một bước. Các ngươi có phát hiện hay không, Tiêu Phàm càng đánh càng mạnh. Có mạnh hơn lại thì thế nào, hắn chỉ là chiến sư trung kỳ, Tiêu U lại là chiến sư đỉnh phong, một chân bước vào cảnh giới chiến tôn, hơn nữa, nàng còn chưa thi triển lực lượng chiến hồn. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã thi triển lực lượng chiến hồn sao? Có thể lấy chiến sư trung kỳ đối chiến sư đỉnh phong, nếu như thi triển chiến hồn. Tiêu U chưa chắc là đối thủ.
Đám người kinh hô không thôi, cái nhìn đối với Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, không ít người càng lộ ra vẻ kính sợ. Ta muốn ngươi chết, Tiêu U triệt để phẫn nộ, lời còn chưa dứt, ở sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một đầu cự lang dài 6 mét, miệng nhe răng nanh, mặt mũi dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang. Nhìn thấy bóng sói to lớn sau lưng Tiêu U, đám người lên tiếng kinh hô, trên người cự lang phát ra hàn khí cuồn cuộn, làm mọi người ở đây một trận hãi hùng khiếp vía. Uy thế ngũ phẩm chiến hồn phát ra cũng không hề yếu hơn tứ giai hồn thú. Tiêu U nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, nếu không vẫn lạc vậy liền đại biểu cho nàng có một ngày sẽ trở thành cường giả chiến tông cảnh, phóng nhãn cả tòa Tiêu Thành cơ hồ cũng là tồn tại vô địch. Người Tiêu gia rốt cuộc biết lực lượng Tiêu U, rất nhiều người trong lòng đã làm tốt dự định, từ Tiêu U đảm nhiệm Tiêu gia gia chủ, có lẽ thật có thể nhường Tiêu gia cường thịnh phồn vinh. Đại tỷ Tiêu U vậy mà thực nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, tương lai chính là cường giả chiến tông A, để nàng đảm nhiệm gia chủ tốt hơn. Không sai, ta thấy cũng không cần nhất thiết phải so sánh, coi như Tiêu Phàm may mắn thắng lại như thế nào, làm gia chủ quan trọng nhất là tiềm lực. Chiến lực mặc dù là phương diện, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu U đảm nhiệm chức vị gia chủ Tiêu gia thích hợp hơn. Hơn nữa Tiêu U còn là con dâu của Hoàng gia Yến Thành, càng có lợi cho Tiêu gia ta phát triển. Đám trưởng lão ta một câu ngươi một câu làm Tiêu Hạo Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch không thôi, hắn hướng về phía một đám trưởng lão Tiêu gia nổi giận nói, đều im miệng cho ta. Trong mắt các ngươi còn có gia chủ ta sao? Gia chủ, bởi vì ngươi là gia chủ mới nên lấy đại cục làm trọng, Tiêu gia ta chỉ có dưới sự lãnh đạo của Tiêu U mới có thể trở nên càng mạnh. Một tên trưởng lão cười lạnh nói. Vậy nàng cũng phải là người của Tiêu gia. Tiêu Hạo Thiên trợn mắt chừng một cái, tức giận đến toàn thân run rẩy không thôi. Trưởng lão kia không chút phật lòng, nói ra Tiêu U họ Tiêu, chẳng lẽ không phải ta người của Tiêu gia sao? Tiêu Phàm đồng dạng họ Tiêu lại là liền tam trưởng lão cũng dám giết, về sau nếu như hắn trở thành gia chủ còn như thế nào? Trưởng lão chúng ta đủ cho hắn giết sao? Tiêu Hạo Thiên bất lực phản bác. Tức giận phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi vô cùng. Ra ra, Tiêu Phàm kêu to, hắn biết rõ Tiêu Hạo Thiên lửa giận công tâm, làm độc tố trong bản thân tăng nhanh hơn. Ngươi cũng đừng quên, ngươi nếu rời khỏi tỷ thí đài thì ngươi liền bại. Tiêu U cười lạnh, Tiêu Phàm thân hình bỗng ngưng một cái, một cước ngừng trên không trung, nếu như bước thêm một bước thì hắn đã rời khỏi tỷ thí đài. Nếu quả thật thua, vị trí gia chủ Tiêu gia liền thuộc về Tiêu U. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm lúc đầu còn kiêng dè vị trí gia chủ kia nhưng khi hắn vừa thấy đám trưởng lão khốn kiếp kia kẻ sướng người họa liền biết rõ Tiêu gia như thế này giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng một trận chiến này hắn vẫn không thể thua, một khi thua, Tiểu Kim nhất định bị cưỡng ép mang đi, thực lực Tiêu U sẽ không kiêng kỵ hắn. Nhưng bốn người hoàng gia này lại để hắn không thể không đề phòng, trong đó không thiếu chiến tôn cường giả. Hơn nữa, những người Tiêu gia này tình nguyện trở thành chó của Tiêu U, một khi bản thân thất bại thì đám người Tiêu gia nhất định sẽ trở mặt. Ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang. Rất mạnh sao, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, cười lạnh, phẫn nộ quát, U Linh chiến hồn, đi ra. Hô, chỉ một thoáng, một đạo bóng đen to lớn từ phía sau Tiêu Phàm xuất hiện, bóng đen chìm nổi, khi nhìn vào trực tiếp liền làm cho người khác cảm thấy lạnh xương. Mặc dù so với ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang thì U Linh chiến hồn hình thể hoàn toàn nhỏ bé nhưng khí tức nó phát ra lại là vô cùng cường đại. Đây là chiến hồn gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Chiến hồn nhỏ như vậy, thì có thể mạnh đến thế nào? Đoán chừng chỉ là tam phẩm chiến hồn thôi, dù sao Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ là cảnh giới chiến sư. Không đúng, khí tức chiến hồn này phát ra không hề yếu hơn so với ngũ phẩm chiến hồn, chẳng lẽ là lục phẩm chiến hồn? Đám người kinh hãi nhìn hư ảnh phía sau Tiêu Phàm, phần lớn mọi người cũng không coi trọng, trên mặt đều là vẻ khinh thường, chỉ có số ít người hơi hơi ngoài ý muốn. Chiến hồn mặc dù đại biểu cho tiềm lực và thiên phú của một người nhưng ở một số thời điểm nhất định cũng đại biểu cho chiến lực của người đó. Chiến hồn của Tiêu Phàm quá mức nhỏ bé, hơn nữa lại mờ mịt không thấy được, đoán chừng ngay cả một vuốt của ngũ phẩm băng xương cự lang cũng không đỡ được, như thế làm sao có thể là đối thủ của Tiêu U. Đồ lưu manh đây là chiến hồn gì? Tiểu ma nữ ánh mắt lập lòe, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái.
Dưới tình huống hấp thu thiên địa linh khí mà không phóng xuất chiến hồn thì tốc độ của hắn luôn nhanh hơn nàng. Theo lý thuyết, chiến hồn của Tiêu Phàm phải rất mạnh mới đúng, nhưng hiện tại nhìn vào thì cũng không mạnh chút nào a. Nếu như nói có người nhìn ra chỗ bất phàm của chiến hồn này vậy cũng chỉ có đại trưởng lão đang nấp trong góc kia. Vào lúc Tiêu Phàm triệu hồi ra chiến hồn thì con người đại trưởng lão rung động kịch liệt, bờ môi run rẩy nói ám. Hắc ám hệ chiến hồn. Hắc ám hệ chiến hồn, đây chính là chiến hồn đặc thù a, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, khó trách đại trưởng lão lại khiếp sợ như vậy. Không đúng, khí tức này lại không giống chiến hồn đặc thù của hắc ám hệ, bất quá vô luận như thế nào, nếu như kẻ này có thể tiến vào học viện thần phong thì xem như mình đã tặng cho tiểu tử Lục Vũ kia một tuyệt thế chí bảo rồi. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát rời Tiêu ra đi, cứ ở lại đây cũng không còn ý nghĩa nữa. Đợi một ngày ngươi trưởng thành vậy thì có thể đi giúp phụ thân ngươi một tay. Đại trưởng lão nhìn u linh chiến hồn của Tiêu Phàm, cười lên, nguyên bản hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ nhưng giờ phút này hắn lại từ bỏ. Bên trên tỷ thí đài, Tiêu U rất hưởng thụ âm thanh tán dương của tu sĩ bốn phía, nàng nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, dù tại Yến Thành cũng coi là một tiểu nhân vật. Khi thấy u linh chiến hồn yếu đuối của Tiêu Phàm, Tiêu U lập tức cười lạnh. Nói, còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta vui mừng ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại xem ra chỉ là miệng hùm gan sứa, đã như vậy, ngươi có thể chết được rồi. Lời vừa nói xong vô số băng xương bay lên, không gian xung quanh Tiêu U đều tràn ngập hàn khí chí hàn, tuyết ảnh bay tán loạn, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy độ. Đám người bên dưới chiến đài không khỏi lui về sau mấy bước, trong thần sắc đều là vẻ kinh hãi, ngũ phẩm chiến hồn cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Muốn giết ta, người còn không có tư cách. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm cổ hàn khí kia, trên người hắn hình thành một tầng hơi mỏng băng xương, nhưng quỷ dị là hắn căn bản không hề cảm giác được bất luận điểm hàn khí nào. Cho dù tóc cùng lông mày hắn đều đông kết thành băng xương, nhưng con người vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau một khắc, Tiêu Phàm đạp chân xuống, chân đạp mê tung bộ trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, có u linh chiến hồn gia trì, bộ pháp hắn càng quỷ dị hơn. Khí thế của hắn chẳng những không yếu đi mà ngược lại càng thêm cường đại, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Chết, Tiêu U gầm thét, bông tuyết đầy trời đột nhiên ngưng tụ thành băng xương chi khí phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Phá, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, trong đầu lóe lên những chiến kỹ quyền pháp mà vô tận chiến điển dung hợp lúc trước, tất cả khí thế đều hội tụ ở trên nắm đấm, phá không mà lên. Có u linh chiến hồn gia trì, khí thế của hắn bỗng gia tăng gấp bội. Một quyền kinh thiên, thế như lôi đình, bông tuyết đầy trời nổ tung, hàn băng đông kết trong hư không đều trực tiếp bị phá vỡ. Dưới một quyền này, tất cả chỉ là rơm rác, không chỉ có là uy lực mà còn có khí thế, đều đạt tới cực hạn của chiến sư trung kỳ. Một kiếm lúc trước bại lui nhị trưởng lão Tiêu Văn, một quyền này đồng dạng đẩy lui Tiêu U. Còn người Tiêu U bỗng nhiên co rụt lại. Một quyền này quá kinh khủng, so với một kiếm chém bay Tiêu Văn kia lại càng khủng bố hơn, nàng liên tục lui về phía sau. Chạm, nhưng Tiêu Phàm cũng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, thân thể liên tục ép tới, hồn lực lại ngưng tụ thành một thanh hồn lực chi kiếm, phong lôi thét gào, kiếm khí tung hoành, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong kiếm quang. Phốc, trên cánh tay Tiêu U xuất hiện một vệt huyết kiếm, nếu như không phải nàng lui nhanh thì một cánh tay này đã không còn. Nhưng chính bởi vì nàng lui nên lúc nàng lấy lại tinh thần thì đã đứng bên dưới tỷ thí đài. Luyện võ tràng một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người Tiêu Phàm, sau một lúc mới hoàn hồn. Tiêu Phàm thắng, làm sao có thể, chiến hồn kia làm sao lại mạnh hơn chiến hồn của Tiêu U được, chẳng lẽ thực sự là lục phẩm chiến hồn? Lục phẩm chiến hồn, đây chính là tồn tại có thể trở thành chiến vương A, toàn bộ Đại Yên Vương triều. Chiến vương có mấy người đâu chứ? Người Tiêu gia mắt trợn tròn, rất nhiều người trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế đã đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên rồi a, lúc này còn bỏ đá xuống giếng, đợi một thời gian sau, Tiêu Phàm trưởng thành sẽ trả thù bọn hắn thì làm sao đây? Tiêu U có ngũ phẩm chiến hồn, tại Tiêu Thành nho nhỏ này quả thật chưa từng xuất hiện. Nhưng tại Yến Thành cũng không tính là gì. Người có lục phẩm chiến hồn đều không ít nhưng người có thể chân chính trở thành chiến vương thì không lào bao. Vì vậy, ngũ phẩm chiến hồn so với lục phẩm chiến hồn lại cũng không tính là gì. Người bại, Tiêu Phàm rất bình tĩnh nhìn Tiêu U.
Bại, ta còn không có bại. Tiêu U cười lạnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng. Tiêu U lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, sau đó lại đảo qua đám người trên đài hội nghị, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, vị trí gia chủ Tiêu gia này, các ngươi nhường cũng được, không muốn nhường cũng phải nhường. Lúc này, bốn người bên cạnh nàng cũng nhìn chằm chằm đám người trên đài hội nghị, chỉ cần Tiêu U ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhất định liền sẽ ra tay. Gia chủ, xin thoái vị a. Lúc này, đám Tiêu gia tứ trưởng lão đồng thời mở miệng nói. Mời gia chủ nghĩ lại, các trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng. Nhị gia gia, xin hãy thoái vị, ta nghĩ Tiêu U đảm nhiệm chức vị gia chủ càng thêm thích hợp, hơn nữa, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta cũng tin tưởng nàng. Đột nhiên, Tiêu Thiên một mực trầm mặc không nói mở miệng. Thúc phụ, Thiên Nhi nói không sai, ngài vẫn là hảo hảo dưỡng lão đi, Tiêu gia cần một dòng máu mới. Tiêu Văn cũng hợp thời mở miệng. Hiện tại hắn quyết định đứng về phía Tiêu U. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn mặc dù không nghĩ Tiêu U sẽ giữ lời, nhưng ít ra, người Tiêu gia sẽ biết cẩn thận cân nhắc một lần nữa. Nhưng sự việc lại vượt ngoài ý muốn hắn, đám người của Tiêu gia quá mức vô sỉ, điều này cũng làm cho hắn minh bạch, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, không còn bất kỳ tôn nghiêm gia tộc gì, cả đám đều trở nên hèn kém đến cực điểm. Ha ha, đột nhiên Tiêu Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một cỗ khí thế cường đại từ hắn phóng ra, hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn đám người Tiêu gia, quả nhiên không hổ là hảo nam nhi Tiêu gia ta. Tham sống sợ chết, bán mình cầu vinh, mặt mũi Tiêu gia ta đều bị các ngươi ném đi hết. Vị trí gia chủ này, Tiêu Hạo Thiên ta sẽ không nhường, có bản sự, các ngươi tự mình tới lấy. Tiêu Hạo Thiên có chút phát cuồng, thân thể lung la lung lay. Độc tố trong cơ thể hắn một khi điều động hồn lực liền sẽ càng nguy hiểm, nhưng hiện tại, hắn cũng đã không còn lo xa được như thế. Ai giết hắn, người đó là gia chủ Tiêu gia. Tiêu U cười lạnh, đối với vị trí gia chủ Tiêu gia, nàng không có quan tâm quá nhiều, nàng chỉ muốn trả mối hận 3 năm trước đây mà thôi. Năm đó bị Tiêu gia truy sát, nàng liền hạ quyết tâm nhất định phải trả thù Tiêu gia, Tiêu Hạo Thiên nhất định phải chết. Thúc phụ, đắc tội. Tiêu Văn hít sâu một hơi, dẫn đầu hướng về chỗ ngồi gia chủ phóng đi, hắn đối với vị trí gia chủ đã thèm nhỏ dãi từ lâu, bây giờ có cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Đồ hỗn trướng, Tiêu Hạo Thiên gầm thét một tiếng, khí thế chiến tôn cảnh hiển lộ, hồn lực khủng bố cùng một trường xuất ra đánh bay Tiêu Văn. Hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới người thứ nhất xuất thủ với bản thân lại là cháu ruột hắn. Nguyên bản hắn còn dự định về sau đem vị trí gia chủ truyền cho Tiêu Văn hoặc là Tiêu Thiên. Ngươi đã không biết thời thế, vậy thì chết đi. Trên đài hội nghị đám người tứ trưởng lão nhao nhao hành động, giống như là đàn sói đói hướng về Tiêu Hạo Thiên tấn công. Hoành Tảo Thiên Quân, Tiêu Hạo Thiên gào thét, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một chùy ảnh to lớn, chiến ý bành trướng, khí thế cường đại mãnh liệt, đây chính là tứ phẩm chiến hồn, Lưu Tinh Chùy. Ầm ầm. Một đạo thân ảnh bị đánh bay, huyết quang trong hư không bắn ra bốn phía, đã đến một bước này, Tiêu Hạo Thiên đã không còn gì lưu tình, bất quá khi hắn điều động hồn lực, độc tố bên trong cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng lan ra, hắn liền phun ra một ngụm máu đen. Lão thất phu, đi chết đi. Đột nhiên Tiêu Thiên bộc phát xông lên, từ phía sau đánh lén Tiêu Hạo Thiên trợn mắt quét ngang, một cỗ sát khí thực chất xuất ra đánh bay Tiêu Thiên. Chết! Chỉ một thoáng, Tiêu Văn lần nữa đánh tới, một cỗ lực lượng cuồng bạo nhắm thẳng Tiêu Hạo Thiên đánh tới. Thứ không biết xấu hổ, người còn sống chính là sỉ nhục của Tiêu gia. Lưu Tinh trấn áp, Tiêu Hạo Thiên thét dài một tiếng, Lưu Tinh chùy trên đỉnh đầu gào thét xuất ra như một ngọn núi trấn áp xuống. Một cỗ hồn lực cuồng bạo quét sạch tứ phương, Tiêu Văn thần sắc cứng đờ, thân thể run rẩy quát to, giúp ta. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh. Tiêu Hạo Thiên tứ phẩm chiến hồn, Lưu Tinh Chùy không có chút do dự nện xuống, khí thế khủng bố chấn động làm Tiêu Văn không ngừng ho ra máu, tại trước mặt chiến tôn, hắn cơ bản không có sức phản kháng. Ngươi dám giết ta, Tiêu Văn lưu lại câu nói sau cùng, thân thể đột nhiên hóa thành một bãi thịt nát, cho dù hắn triệu hồi ra chiến hồn cũng không đỡ được bao nhiêu thời gian. Nhị trưởng lão chết, đệ tử Tiêu gia nơm nớp lo sợ, ánh mắt mọi người đều ngưng kết lại. Giờ khắc này,
ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên đều tràn ngập e ngại, chỉ có thực lực cường đại mới có thể trấn nhiếp tất cả mọi người, mọi thứ khác đều là hư ảo. Gia chủ đã phát cuồng, nhanh giết hắn, hắn đã không còn tư cách đảm nhiệm chức vị gia chủ. Tứ trưởng lão phản ứng lại, lúc này đều không quên nịnh nọt Tiêu U. Hôm nay ta liền thay Tiêu gia thanh lý môn hộ, các người đám lang tâm cẩu phế này, dám phản bội gia tộc, biến thành chó săn cho người khác. Đáng chém, Tiêu Hạo Thiên gầm thét, thân thể lung la lung lay nhưng không có ai dám khinh thường hắn. Tiêu Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Thấy Tiêu Hạo Thiên đi tới, đám người tứ trưởng lão tất cả đều biến sắc, quát mắng nói. Làm cái gì, ta muốn giết người, giết đám người bại hoại gia tộc các ngươi. Một tên cũng không để lại, Tiêu Hạo Thiên lãnh mâu lăng liệt đảo qua tất cả mọi người phía trước. Hạo Thiên, dừng tay. Đột nhiên từ trong Tiêu gia, một cỗ hồn lực to lớn xuất hiện, lập tức trong đám người xuất hiện một đạo bóng người, đạp chân vài cái liền xuất hiện phía trên đài hội nghị. Đây là một lão già, ánh mắt thâm thúy, dáng người khôi ngô cao lớn, ánh mắt như đuốc, quỷ dị là cùng Tiêu Hạo Thiên giống nhau đến mấy phần, nhất là thực lực trên người hắn phát ra làm Tiêu Hạo Thiên có chút e ngại. Tiêu Hạo Thiên toàn thân lảo đảo một cái, khuôn mặt buồn bã vô cùng, người tới chính là Tiêu gia thái thượng trưởng lão Tiêu Vân, cũng là thúc phụ của hắn, càng là cường giả chiến tôn cảnh đỉnh phong, lấy trạng thái Tiêu Hạo Thiên giờ phút này làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Vân. Là Tiêu Thành đệ nhất gia tộc, Tiêu gia làm sao có thể chỉ có Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão là chiến tôn cảnh đây, chỉ là Tiêu Vân một mực lại tu luyện nên rất ít bận tâm đến sự tình của gia tộc mà thôi. Thái thượng trưởng lão, cứu mạng a, gia chủ triệt để phát cuồng rồi, hắn muốn giết tận đệ tử Tiêu gia ta. Đám người tứ trưởng lão thấy thế lập tức lên tiếng kinh hô, làm ác nhân cáo trạng trước. Thái thượng trưởng lão Tiêu Vân con người băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên nói. Hạo Thiên, ngươi xác thực làm quá mức, Tiêu Văn tốt xấu gì cũng là cháu ruột ngươi, ngươi lại giết hắn. Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được sát khí trong mắt Tiêu Vân, đột nhiên cười lên, ta không phải cũng là cháu ruột ngươi sao? Ngươi thậm chí cũng thông đồng với ngoại nhân hạ độc ta, ngươi làm không quá phận sao? Làm càn, ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Tiêu Vân gầm thét một tiếng, trên người cuồn cuộn sát khí. Nơi xa, đệ tử Tiêu gia nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng có số ít người tựa như đã sớm hiểu ra tình thế. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Tiêu gia dạng này không lưu cũng được. Đột nhiên, Tiêu Phàm một mực trầm mặc không nói mở miệng, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Giờ này phút này, hắn như thế nào còn không minh bạch, Tiêu U dám hung hăng như thế, đám Tiêu gia trưởng lão dám làm càng như thế, chứ có hoàng gia bên ngoài khôi phải còn có một tên Tiêu Vân ở bên trong sao. Cho dù Tiêu Vân không có chân chính tham dự, nhưng ít ra cũng là ngầm đồng ý. Là ai? Tiêu Vân quát lạnh một tiếng, một cỗ hồn lực ngập trời hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Tiêu Phàm biến sắc, hồn lực chiến tôn đỉnh phong cho dù cách xa mười mấy mét cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Thúc phụ, ngươi làm gì cùng một hậu bối so đo? Tiêu Hạo Thiên lách mình ngăn trước người Tiêu Vân. Hừ, thân là thái thượng trưởng lão của Tiêu gia. Ta muốn giáo huấn một tên đệ tử thì làm sao? Tiêu Vân lạnh lùng nhìn Tiêu Hạo Thiên, con người băng lãnh lại quét về phía Tiêu Phàm. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động lao thẳng tới Tiêu Phàm, Tiêu Hạo Thiên biến sắc, điều động hồn lực trong cơ thể tốc độ đạt tới cực hạn, nhanh hơn một bước đến trước người Tiêu Phàm, dùng lưng phía sau hướng về phía Tiêu Vân, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trong lòng. Tiêu Hạo Thiên ôm Tiêu Phàm bay ngược ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ướt cả người Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Hắn làm sao biết Tiêu Vân vậy mà thật sự muốn giết hắn, một chưởng vừa rồi nếu như đánh vào bản thân thì hắn tuyệt đối phải chết không chút nghi ngờ. Hắn càng không có nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, lại là Tiêu Hạo Thiên thay hắn đỡ một chưởng. Thúc phụ, một chưởng này ta thay Tiêu Phàm tiếp nhận, từ nay về sau, chúng ta cùng ngươi, cùng Tiêu gia không còn liên quan. Tiêu Hạo Thiên trong miệng tràn ra dòng máu đen, đưa lưng về phía Tiêu Vân, toàn thân kịch liệt run rẩy lấy. Tiêu Phàm gắt gao đỡ lấy Tiêu Hạo Thiên, hắn biết Tiêu Hạo Thiên nói ra câu này là hắn đã thực sự tuyệt vọng đối với Tiêu gia. Hừ, nể tình các ngươi là huyết mạch Tiêu gia ta, hôm nay ta không giết các ngươi, cút đi. Tiêu Vân lạnh lùng một tiếng, hắn cũng không ngờ Tiêu Hạo Thiên cũng không có phản kháng,
bản thân cứng rắn chịu một chưởng. Mặc dù lúc ấy hắn xúc động nhất thời, chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt hắn, để Tiêu U đảm nhiệm gia chủ Tiêu gia mới có thể chân chính quật khởi. Gia gia, chúng ta đi. Tiêu Phàm dìu Tiêu Hạo Thiên, con người đỏ bừng nhìn mỗi một người ở đây, tựa như hắn phải nhớ kỹ tướng mạo tất cả mọi người nơi này. Cái ánh mắt kia, băng lãnh, u tối giống như tử thần chi nhãn, ở đây không có một người nào dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Mặc dù đánh bại Tiêu U, nhưng chỉ là dựa vào chiến kỹ cường đại để mưu lợi mà thôi, Tiêu U nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, tương lai nhất định sẽ hoành bá một phương, làm sao có thể so sánh cùng Tiêu Phàm. Tiêu Vân thầm nghĩ trong lòng, con người vô cùng kiên định. Ta còn không cho phép các ngươi rời đi. Tiêu U cười lạnh một tiếng. Bốn người sau lưng trong nháy mắt động vây quanh Tiêu Hạo Thiên cùng Tiêu Phàm ở trung ương. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, trong lòng hắn sốt ruột tới cực điểm, giờ phút này Tiêu Hạo Thiên đang bị trọng thương, nếu như kịp thời cứu chữa còn có khả năng khôi phục, nếu lại kéo thêm một canh giờ thì Tiêu Hạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm người nên lưu lại một đường, phàm là sự tình gì cũng không nên làm quá tuyệt tình. Đột nhiên tiểu ma nữ mang theo tiểu kim từng bước đi về hướng Tiêu Phàm. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn Tiêu U. Ngươi là cái thá gì? Tiêu U quát lạnh một tiếng, đối với tiểu ma nữ bộ dáng tiểu ăn mày này nàng há lại để ở trong lòng. Ta là cái thá gì? Đừng tưởng rằng đầu nhập vào hoàng gia ngươi liền có thể coi trời bằng vung, ta tin rằng coi như ta thực sự làm thịt ngươi thì người hoàng gia chắc chắn sẽ không động một cái mí mắt, về phần thay ngươi báo thù, đây chẳng qua là trò cười. Tiểu ma nữ thần sắc băng lãnh. Không có mảy may e ngại. Tiêu U nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi lui ra mấy bước, sắc mặt khó coi nhìn tiểu ma nữ, nói, ngươi là ai? Nếu như tiểu ma nữ nơm nớp lo sợ nói ra những lời này, Tiêu U đương nhiên sẽ không tin, nhưng mà tiểu ma nữ lời nói cử chỉ đều quá bình tĩnh như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Ta là ai không quan trọng, ta tin tưởng, về sau nhất định sẽ còn gặp lại. Tiểu ma nữ ngữ khí rất bình thản. Dã nha đầu từ đâu ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, bắt nàng lại. Tiêu Vân đột nhiên quát lạnh nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Đột nhiên một đạo thanh âm thăm thẳm từ hư không vang lên, đám người thấy thế liền nhao nhao hướng về xung quanh tìm kiếm, nhưng làm bọn hắn thất vọng là xung quanh không hề thấy bất kỳ thân ảnh nào. Ai, Tiêu Vân lạnh lùng nhìn, hồn lực tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà làm hắn kinh hãi chính là hắn không hề phát hiện ra bất kỳ người nào. Sau một khắc, sắc mặt Tiêu Vân trở nên khó coi, phải biết lấy thực lực của hắn thì cường giả cả tòa Tiêu Thành đều không thoát khỏi ánh mắt hắn, trừ phi cường giả chiến tông cảnh mới có thể ẩn tàng. Ánh mắt Tiêu Vân rơi vào trên người tiểu ma nữ, lấp lóe không yên, hắn trong lòng có loại bất an vô cùng mãnh liệt, có lẽ lần này đầu nhập vào hoàng gia cũng không phải là quyết định chính xác. Chỉ là việc đã đến nước này, căn bản không thể vãn hồi. Tiêu Phàm cùng Tiêu Hạo Thiên cũng kinh ngạc vô cùng, lúc này lại có người trợ giúp cho bọn họ. Tiêu gia, một ngày nào đó ta sẽ trở về, từng người các ngươi ta đều nhớ kỹ, Tiêu Vân, một trưởng này ta nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Tiêu Phàm để lại một câu ngoan thoại câu nói độc ác sau đó dìu Tiêu Hạo Thiên chậm rãi đi ra luyện võ tràng. Trong lòng đám người Tiêu gia run lên. Chẳng biết tại sao tất cả bọn hắn đều bị ánh mắt băng lãnh của Tiêu Phàm chấn nhiếp. Hoàng Nhất, đi giết bọn hắn, làm cho kín đáo vào. Tiêu U khẽ nói một tiếng. Thiếu phu nhân yên tâm, thủ hạ nhất định làm thần không biết quỷ không hay. Một tên nam tử bên người Tiêu U gật gật đầu, nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ba người Tiêu Phàm rời khỏi Tiêu gia cũng không lập tức rời Tiêu Thành. Mà là tìm một gian khách sạn ở lại, trong phòng, Tiêu Hạo Thiên nằm ở trên giường đã hôn mê, sắc mặt Tiêu Phàm có chút khó coi. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, tiểu ma nữ sốt ruột đi tới, nói, đồ lưu manh, ta đi mua dược tài, thế nhưng các tiệm thuốc lớn đều không bán, cuối cùng chỉ tìm được những thứ này. Dứt lời, trong tay tiểu ma nữ đột nhiên xuất hiện mấy chục cây kim châm. Xem ra Tiêu gia muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một tia quang mang âm lãnh, sau đó cảm kích nhìn tiểu ma nữ nói, tiểu ma nữ, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta chỉ không quen nhìn đám người Tiêu gia kia mà thôi. Tiểu ma nữ lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Phàm nói cảm tạ,
trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Vậy liền phiền toái ngươi lần nữa thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ lấy ra một gốc thảo dược từ trong hành trang, chính là Long Tiên Thảo hắn lấy được trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Tứ phẩm Long Tiên Thảo, tiểu ma nữ kêu lên sợ hãi, nói, đồ lưu manh, người muốn dùng Long Tiên Thảo cứu ra ngươi. Ngươi là luyện dược sư sao? Long Tiên Thảo này không thể dùng linh tinh được đâu. Luyện dược sư cùng liệp hồn sư giống nhau, đều là một loại nghề nghiệp đặc thù trên chiến hồn đại lục. Rất nhiều luyện dược sư luyện ra dược dịch có thể giúp hồn lực tăng tốc đột phá. Thậm chí có chút dược dịch còn có thể mở rộng kinh mạch tu sĩ, bởi vậy, luyện dược sư cũng trở thành tồn tại không thể thiếu trên chiến hồn đại lục. Trải qua vô số tuế nguyệt phát triển, luyện dược sư cũng hình thành một hệ thống nghề nghiệp riêng biệt, tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm luyện thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Cũng khó trách tiểu ma nữ lại lo lắng như vậy, Long Tiên Thảo là dược thảo tứ phẩm. Cho dù tam phẩm luyện dược sư cũng không dám sử dụng tùy tiện, liều dùng hơi không đúng cũng rất có khả năng tạo thành hậu quả to lớn. Ta không phải luyện dược sư, bất quá ta nhất định phải thử một lần. Tiêu Phàm ngưng trọng vô cùng, hắn siết chuẩn bị tốt hai cái kế hoạch, thứ nhất là dùng dược thảo để trị liệu. Còn thứ hai, chính là thuật châm cứu kiếp trước, Tiêu Phàm kiếp trước thân làm thần y thánh thủ, hiểu biết của hắn đối với kinh mạch và huyệt đạo tuyệt đối không có người nào sánh bằng. Đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng để hắn cứu chữa Tiêu Hạo Thiên, chỉ là chỉ dùng châm cứu để giải độc thì đây quả là một khảo nghiệm lớn đối với hắn. Vạn nhất, tiểu ma nữ có chút sốt ruột, hồn tinh không thể ăn bậy, dược vật không thể dùng linh tinh, đây là kiến thức thường thức của tất cả tu sĩ trên chiến hồn đại lục A. Không có vạn nhất, không thử, gia gia của ta hẳn phải chết không nghi ngờ, thử, thì còn có cơ hội cứu sống. Tiêu Phàm ngữ khí rất kiên quyết. Vậy ta lưu lại ở chỗ này đi, có cái gì cần ta giúp, ta có thể giúp một tay. Tiểu ma nữ vẫn chưa tin tưởng Tiêu Phàm. Trong lúc giải độc không thể để bị quấy rầy bằng không có thể sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên nhất định không thể để cho bất kỳ ai tiến đến. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị nói, sự tình lần này đối với hắn mà nói cũng rất khó giải quyết. Nếu như không phải tố chất thân thể xa Tiêu Hạo Thiên hơn xa người địa cầu, hơn nữa thể nội còn có hồn lực cường đại trèo trống, thì có lẽ đã sớm chết đến không thể chết lại. Tiểu ma nữ lần này không do dự, mặc dù trong lòng nàng thập phần khó chịu nhưng vẫn trực tiếp đi ra cửa, nhỏ giọng thầm thì nói, đồ lưu manh đáng chết, dám đem bản tiểu thư làm nha hoàn sai xử, lần này tha cho ngươi, lần sau ta cho ngươi đẹp mặt. Tiêu Phàm tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng tiểu ma nữ, nhìn tiểu kim cách đó không xa nói, tiểu kim. Thay ta hộ pháp. Giống, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng đi tới cửa nằm xuống, ánh mắt sắc bén cảnh giác bốn phía. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận cởi áo bào của Tiêu Hạo Thiên ra, khi thấy trưởng ấn phía sau hắn liền đỏ bừng cả mắt. Một trưởng này, tương lai ta nhất định sẽ trả cho Tiêu Vân gấp 10, gấp trăm lần. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại, trong lòng trầm ngâm nói, độc tố đã lan tràn toàn thân, nếu như là kiếp trước. Ta cũng thúc thủ vô sách, bất quá hiện tại có hồn lực khống chế độc tố, nên còn có thể miễn cưỡng liều một phen. Nhìn thanh châm kim quang lóng lánh, Tiêu Phàm hít sâu, chỉ thấy hắn một tay vịn Tiêu Hạo Thiên, tay kia chớp động cực nhanh, sau một lát, trên lưng Tiêu Hạo Thiên đã có hơn mấy chục cây kim châm. Mỗi cái kim châm đều phát ra kim mang nhàn nhạt, rung động nhẹ nhẹ, từng dòng máu màu đen theo kim châm chảy ra, một mùi hôi thối tràn ngập khắp phòng. Dùng hồn lực khống chế kim châm lại tinh chuẩn hơn lúc dựa vào thị lực và kinh nghiệm, chỉ là đối với hồn lực lại tiêu hao quá lớn, cũng may còn có bạch thạch, hơn nữa hồn lực của ta cũng tinh khiết hơn so với người bình thường. Tiêu Phàm lắp bắp nói, tốc độ của hắn cũng rốt cục chậm dần, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống, giống như vừa mới trải qua một trận chiến vậy. Cho dù cùng Tiêu U chiến đấu, hắn cũng không có cố hết sức như thế, điều chỉnh hơi thở lại. Tiêu Phàm lấy ra một viên hồn tinh tam giai nuốt vào, một bên luyện hóa hồn tinh, một bên thi châm. Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Phàm đã ăn 3 viên hồn tinh tam giai, kim châm trên người Tiêu Hạo Thiên đã nhiều đến mấy trăm cây, huyết dịch róc rách chảy xuống mặt đất. Nếu như là người bình thường đoán chừng đã chết đo mất máu quá nhiều rồi a. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, từ khi trở thành thần y thánh thủ cho đến nay hắn chưa bao giờ gặp qua sự tình kỳ quái như thế.
Long tiên thảo có công dụng bổ huyết và bổ sung hồn lực, hy vọng có thể hữu hiệu như thế. Tiêu Phàm một tay ngắt một chiếc lá long tiên thảo nhét vào trong miệng Tiêu Hạo Thiên, mượn lực lượng hồn lực trong nháy mắt đem long tiên thảo luyện hóa hoàn toàn. Sau một khắc, một cỗ sinh cơ bàng bạc từ thể nội Tiêu Hạo Thiên truyền ra, hồn lực không ngừng vận chuyển, huyết dịch theo kim châm chảy xuống cũng chậm chậm biến thành màu đỏ sẫm. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, hắn biết rõ, muốn thời gian ngắn bài trừ sạch sẽ chất độc trong người Tiêu Hạo Thiên là không thể nào, cũng may mình ở Lạc Nhật Sơn mạch tìm được Long Tiên Thảo, bằng không Tiêu Hạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc Tiêu Phàm đang tập trung giải độc cho Tiêu Hạo Thiên, bên ngoài khách sạn đột nhiên xuất hiện một tên kim bào nam tử nhàn nhạt nhìn mọi người ở đây một cái, trên mặt cười lạnh lùng, đêm tối không trăng rất thích hợp để giết người, tối nay liền là tử kỳ của tổ tôn các ngươi. Để lại một câu nói, kim bào nam tử chậm rãi tiến vào bên trong quán rượu, lẳng lặng quan sát đến động tĩnh trong khách sạn. Đã ba canh giờ rồi, đồ lưu manh đến cùng có được hay không a? Tiểu ma nữ vô cùng nóng nảy, ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, hai tay không ngừng vò xéo y phục, khó chịu trước đó đã sớm biến mất không thấy đâu, hiện tại chỉ còn lo lắng mà thôi. Không được, ta phải đi nhìn xem. Tiểu ma nữ cũng nhìn không được nữa liền đẩy cửa phòng đi vào, một cỗ mùi hôi thối ngay lập tức đập vào mặt. Giống, sau một khắc, một đôi đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm nàng truyền ra một tiếng gào thét, cái này làm tiểu ma nữ dọa cho phát sợ. Nếu như không phải nhận ra tiểu ma nữ thì tiểu kim đã sớm công kích. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn về phía cửa ra vào. Thối, Tiêu Phàm, thật xin lỗi. Tiểu ma nữ nguyên bản muốn chửi ầm lên, thế nhưng là nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm lúc này liền xìu xuống mấy phần. Không có việc gì, đóng cửa thật kỹ, ta không hy vọng có lần sau. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí tràn ngập kiên quyết. Tâm thần lập tức lần nữa đắm chìm trong việc khống chế kim châm. Hết thảy hơn 200 huyệt vị, mỗi cái huyệt vị trên đều cắm một cây kim châm, lúc này máu chảy ra ngoài đã là màu đỏ tươi. Một lần cuối cùng, Tiêu Phàm hít sâu, lần nữa lấy ra một viên hồn tinh tứ giai nhét vào trong miệng, hồn tinh tam giai mà mẫu thân tiểu kim nó hắn đều đã dùng hết, hiện tại chỉ còn lại hồn tinh tứ giai cùng hồn tinh ngũ giai. Đồng thời, Tiêu Phàm lại ngắt một mảnh lá cây long tiên thảo, nhét vào trong miệng Tiêu Hạo Thiên. Tiểu ma nữ cùng tiểu kim lặng lặng chờ đợi, tiểu ma nữ cực kỳ không bình tĩnh, trong phòng máu chảy đầy đất, tràn ngập một mùi hôi thối nồng đậm. Vì thế tiểu ma nữ dĩ nhiên chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng rất kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là luyện dược sư? Sau một nén nhan, Tiêu Phàm thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch gian nan đứng dậy. Hồn lực khẽ động liền hơn 200 cây kim châm bắn vào trong cơ thể của Tiêu Hạo Thiên. Hô, gần như đồng thời, Tiêu Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn phóng xuất, hồn lực cuồn cuộn ở trong kinh mạch vận chuyển lại. Thành công, tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Hạo Thiên, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm, người thực sự là luyện dược sư. Xem như thế đi. Tiêu Phàm cười khổ một cái, nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên tỉnh lại, hắn cũng buông lỏng một hơi. Tiêu Hạo Thiên vận chuyển mấy cái chu thiên rốt cục dừng lại, ánh mắt kinh dị nhìn Tiêu Phàm, "Phàm Nhi, là ngươi cứu ta." "Ra ra, không nên quá kích động, thân thể ta còn rất yếu đấy." Tiêu Phàm bị Tiêu Hạo Thiên lắc qua lắc lại thất điên bát đảo, lúc chữa thương gần như đã tiêu hao hết hồn lực của hắn, hắn hiện tại giống như một cọng bún thiêu mà thôi. Tiêu Hạo Thiên vội vàng dừng lại, lúc nhìn thấy một vũng máu đọng trên mặt đất cũng không nhìn được cau mày một cái, sau đó kích động nói, ta tìm ba bốn tên luyện dược sư bọn hắn đều thúc thủ vô sách, hơn nữa còn nói nếu không có tam phẩm dược sư thì không thể giải, nói như vậy Phàm Nhi ngươi há chẳng phải là tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư, tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nói cho dù ở Yến Thành cũng không có bao nhiêu tam phẩm luyện dược sư nha. Đồ lưu manh, ngươi thực sự là tam phẩm luyện dược sư. Phàm Nhi, vị này chính là cháu dâu ta sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tiêu Hạo Thiên kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, vui tươi hớn hở cười nói, âm u trước đó đều quét hết hết sạch. Ra ra, nàng. Tiêu Phàm cười khổ, nếu tiểu ma nữ trở thành nữ nhân của hắn thì bản thân hắn sau này nhất định không sống tốt. Nhưng mà Tiêu Phàm nói còn chưa dứt lời thì bị tiểu ma nữ cắt ngang. Sắc mặt nàng ửng đỏ,
nói, ra ra, ta tên Thi Vũ. Thi Vũ, tên rất hay a. Tiêu Hạo Thiên cười cười. Tiêu Phàm bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài a. Danh phù kỳ thực là tiểu ma nữ, vậy mà lấy cái danh tự tình thơ ý họa thế này. Tiểu ma nữ hung hăng liếc mắt Tiêu Phàm, nhưng ở trong mắt Tiêu Hạo Thiên thì hai người giống như đang liếc mắt đưa tình. Phàm Nhi, ngươi như thế nào? Hồi lâu, Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, Tiêu Phàm chẳng những đột phá đến chiến sư cảnh, hơn nữa còn trở thành tam phẩm luyện dược sư, đây thật không thể tưởng tượng nổi. Gia Gia không cần lo lắng, chiến hồn ta kỳ thật đã sớm thức tỉnh, chẳng qua mấy năm nay ta đều theo sư tôn học chế thuốc cho nên tu vi một mực trì trệ không tiến. Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói. Sư tôn ngươi là cao nhân phương nào? Tiêu Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, trong lòng chấn động vô cùng, có thể dạy dỗ Tiêu Phàm tuổi còn trẻ như thế đã trở thành tam phẩm luyện dược sư, vậy sư tôn hắn làm sao có thể đơn giản? Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Tiểu ma nữ lại kinh ngạc nói, có phải hay không người lần trước âm thầm giúp đỡ chúng ta? Không sai. Tiêu Phàm mặt sạm lại, hắn không nghĩ tới tiểu ma nữ vậy mà nhớ dai như vậy, bất quá vẫn là gật gật đầu, như thế thì sự tình bản thân mới có thể dễ dàng giải thích. Nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên còn muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Phàm vội vàng nói, sư tôn lão nhân gia ưa thích dạo chơi thế gian, những ngày qua vừa lúc người trở lại Tiêu Thành, đoán chừng hiện tại cũng đã rời đi, hơn nữa. Hắn không thích nói tên hắn cho người khác biết. Phàm Nhi, ngươi nhất định phải nghe lời sư tôn ngươi. Tiêu Hạo Thiên chỉnh trọng gật gật đầu, nhắc nhở nói, đúng, ngươi là tam phẩm luyện dược sư thì không nên tùy tiện hiển lộ, bằng không rất dễ dàng gặp thị phi, trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực. Ta biết, ra ra, ngươi yên tâm đi. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn giờ phút này suy yếu vô cùng, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hồng hộc, lời còn chưa dứt. Một đạo hắc sắc quang mang gào thét mà ra, đánh thẳng vào mi tâm Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng căn bản không phải Tiêu Phàm có thể ngăn cản, huống chi hắn giờ phút này thân thể đã hư ngược. Muốn chết, Tiêu Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, một tay hướng về mi tâm Tiêu Phàm đánh ra, trong tay hắn nắm lấy một chuôi phi đao, phía trên còn tản ra một lớp sương mù màu đen. Cẩn thận, có độc, Tiêu Phàm kêu sợ hãi, sau lưng đã toàn bộ ướt đẫm. Hắn không nghĩ tới lúc này sẽ có người đánh lén, nếu Tiêu Hạo Thiên không sớm tỉnh lại thì hắn giờ này có lẽ đã chết. Tiêu Hạo Thiên không chút do dự, ngón tay búng ra một cái, phi đao theo đường cũ bay trở về, giống như một đạo tia chớp màu đen. Bang, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, tốc độ nhanh chóng giống như một cái u linh, động tác nhẹ nhàng quỷ dị. Là ngươi, Tiêu Phàm sát ý đại tăng. Mặc dù toàn thân áo đen nhưng hắn vẫn liếc liền nhận ra thân phận hắc y nhân, chúng ta đều đã rời khỏi Tiêu gia, Tiêu U lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta. Nam tử áo đen trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, vì muốn thần không biết quỷ không hay giết chết đám người Tiêu Phàm nên hắn cố ý mặc một thân hắc y trang phục như thế này, không nghĩ tới vẫn là bị Tiêu Phàm nhận ra. Ngươi là người hoàng gia. Tiêu Hạo Thiên giận dữ, trợn mắt chừng một cái. Khí thế cường đại xuất ra, bọn hắn bị Tiêu U đuổi ra Tiêu gia, Tiêu Hạo Thiên còn không có tức giận như thế, nhưng là hiện tại, Tiêu U vậy mà đuổi tận giết tuyệt, cái này triệt để làm Tiêu Hạo Thiên phát cuồng. Tứ phẩm chiến hồn, lưu tinh trùy xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, khí thế chiến tôn cảnh đỉnh phong hiển lộ, hồn lực cuồng bạo quét sạch cả phòng. Chiến tôn cảnh đỉnh phong, ngươi không phải bị trúng độc sao? Nụ cười của nam tử áo đen kia đột nhiên cứng đờ. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy, Tiêu Hạo Thiên bị thương thì hắn không sợ nhưng chiến tôn cảnh đỉnh phong thì không phải một tên chiến tôn cảnh trung kỳ như hắn có thể đối phó. Muốn chạy, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Tiêu Hạo Thiên cười lạnh, mặc dù thân thể vẫn có chút suy yếu nhưng đối phó với một tên chiến tôn cảnh trung kỳ thì hắn không hề lo lắng. Lưu tinh trùy thoáng hiện, hóa thành một đạo phích lịch cuồng bạo chém xuống, nam tử áo đen cấp tốc trốn tránh. Nhưng đã bị lưu tinh trùy oanh trúng vai trái, cánh tay trái lập tức biến thành thịt nát, nam tử áo đen bị chấn lên trên tường, trong miệng không ngừng ho ra máu. Không có khả năng, nhất phẩm hồng độc, ngươi làm sao sẽ phá giải hết. Nam tử áo đen ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Hạo Thiên không nói, từng bước một hướng về nam tử áo đen rốt cục sợ hãi, Tiêu Hạo Thiên, ta là người hoàng gia, giết ta,
Tiêu gia cũng sẽ chôn cùng. Tiêu gia, chúng ta hiện tại đã bị Tiêu gia đuổi ra ngoài, bọn hắn chết hay sống cũng không liên quan gì đến ta. Tiêu Phàm cười lạnh nói, Tiêu Hạo Thiên lại cau mày một cái, hiển nhiên, cho dù đã đến mức này nhưng hắn vẫn như cũ không muốn Tiêu gia diệt tộc. Chỉ là, Tiêu Hạo Thiên nhìn nam tử áo đen vẫn không có ý muốn lưu tình, nam tử áo đen nằm rạp trên mặt đất, xin khoan dung, Tiêu gia chủ, xin đừng giết ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Phụng mệnh hành sự, Tiêu Hạo Thiên một mặt sát khí, lưu tinh chùy lần nữa nện xuống, nam tử áo đen kêu thảm một tiếng trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, Tiêu Hạo Thiên ngưng tiếng nói, ngươi chết, còn không diệt được Tiêu gia. Đại Yên Vương triều xung quanh hơn 1000 dặm, Yến Thành cách xa 500-600 dặm làm sao chú ý đến sự tình nho nhỏ ở Tiêu Thành này, hoàng gia coi như thế lực ngập trời cũng sẽ không vì một tên hạ nhân làm ra sự tình diệt tộc. Gia gia, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm nhìn một bãi thịt nát trên mặt đất liền cau mày một cái, hắn biết rõ Tiêu U chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn hắn như thế. Có người đến, đi mau. Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nhanh chóng từ một bên cửa sổ rời đi, Tiêu Phàm, tiểu ma nữ cùng tiểu kim tự nhiên không chút do dự cùng theo. Quả nhiên, khi ba người rời đi chừng 10 hơi, từng đợt tiếng bước chân ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó cửa phòng bị một cước đá văng. Tiêu U dẫn đầu đi tới, nhìn thấy một đống thịt vụn trên mặt đất, một cỗ sát khí nồng đậm từ trong mắt léo lên. Thông chi xuống dưới, lập tức đóng cửa thành tìm bọn hắn, bất kể sống chết. Tiêu U lạnh như băng nói ra. Tiêu Phàm ba người một thú cấp tốc chạy đến hướng cửa thành, thời gian nửa chén trà nhỏ liền đi tới cửa thành, lại là nhìn thấy cửa thành đề phòng xâm nghiêm, khám xét hết sức nghiêm mật. Phong thành, tiểu ma nữ đôi mắt lấp lóe, vẻ mặt khó chịu. Hẳn không có. Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, trước đó Tiêu U sở dĩ thả chúng ta đi là bởi vì kiêng kỵ, khục, khục. Kiêng kỵ sư tôn ta mới không có xuất thủ, nhưng nàng cũng không thực sự muốn thả chúng ta đi cho nên ngay tại cửa thành canh chừng, không để cho chúng ta chạy ra ngoài Tiêu Thành. Vừa nói đến sư tôn, mặt già của Tiêu Phàm liền đỏ ửng, hắn làm gì có sư tôn nào, bất quá. Tiêu U sở dĩ để cho người canh phòng trước cổng thành nhất định là không muốn buông tha cho bọn hắn. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài bây giờ? Tiểu ma nữ có chút bận tâm, Tiêu U muốn đuổi tận giết tuyệt, coi như Tiêu Hạo Thiên toàn lực xuất thủ thì bọn hắn cũng chưa chắc có thể thoát thân. Ha ha, đoàn trưởng, những ngày qua vận khí không tệ, lần trước được 2 đầu tam giai hồn thú, lần này lại nhặt được thi thể 1 đầu tam giai hồn thú Kim Cuồng Sư. Đúng vậy à. Năm nay chúng ta làm 1 tháng còn hơn thu nhập 1 năm của lúc trước, chuyến này đi Lạc Nhật Sơn Mạch hy vọng còn có thể có thu hoạch, thời gian còn lại năm nay chúng ta liền có thể hảo hảo tu luyện. Chỉ là đoàn trưởng, tại sao phải muộn như thế này đi vào Lạc Nhật Sơn Mạch, sáng mai đi không được sao? Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, mấy thanh âm sang sảng cách không xa truyền đến, hơn 10 đạo bóng người long hành hổ bộ giống như đang đi đến hướng cửa thành. Sau một khắc, thân hình Tiêu Phàm khẽ động hướng về 10 mấy người nam tử kia phóng đi, thoáng cái liền xuất hiện ở phía sau một tên nam tử mặc áo giáp màu đen. Hắc giáp nam nữ bỗng nhiên quay người, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói tam thiếu. Ngài làm sao ở chỗ này, 2 ngày trước chúng ta vừa mới chuẩn bị đưa hồn thạch cho ngài đi, có thể. Vương Liệt, người có thể giúp ta ra khỏi thành không? Tiêu Phàm hơi căng thẳng cắt ngang lời nói của Vương Liệt, đám người trước mắt chính là Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn mà Tiêu Phàm lúc trước gặp trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Mấy người khác cũng phát hiện phía sau có chút không thích hợp, lập tức quay người nhìn lại, khi ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Mãnh, Nhị Cẩu, Tam Đản, các ngươi đi theo ta. Vương Liệt trong nháy mắt cho đám người một cái ánh mắt, quát khẽ nói. Vâng, đoàn trưởng. Ba người kia mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật gật đầu, sau đó đi theo Vương Liệt, Tiêu Phàm cùng ba người Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn biến mất ở bên trong hẻm nhỏ, nơi đó Tiêu Hạo Thiên, tiểu ma nữ cùng tiểu kim đang chờ đợi. Tiêu lão gia tử. Khi Vương Liệt nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, con người hắn co rụt lại, bình thường muốn gặp Tiêu Hạo Thiên là việc rất khó, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Hơn nữa, hắn cũng đã nghe nói sự tình Tiêu gia. Tiêu Hạo Thiên không phải đã trúng độc bỏ mình sao? Làm sao vẫn còn sống tốt? Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu,
khổ sở nói, hiện tại chỉ là một lão đầu bỏ đi mà thôi à. Tiêu lão gia tử, mau chóng thay quần áo rồi khỏi thành đi, sau nửa canh giờ cửa thành sẽ bị phong bế. Vương Liệt cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói. Được, như thế liền đa tạ tiểu ca. Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, thưởng thức nhìn nhiều Vương Liệt, tên này tướng mạo nhìn qua thập phần chất phát, người như vậy mới đáng giá kết giao. Ta Vương Liệt cái khác không biết, chỉ biết là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nhận một giọt nước trả một dòng sông. Vương Liệt cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Vương Liệt đại ca, ta không còn là tam thiếu gì nữa, ngươi liền trực tiếp gọi tên ta a. Tiêu Phàm cực kỳ nhanh nhẹn thay xong quần áo. Vậy ta kêu là Tiêu huynh đệ a. Vương Liệt chất phác cười một tiếng. Lúc này Tiểu Kim đi tới, toàn thân lông tóc nó cũng bị nhuộm thành trắng, việc này khiến nó rất khó chịu, cũng may có Tiêu Phàm an ủi nên mới cố chịu, tiểu ma nữ cũng đã thay xong quần áo đi tới. Vương Mãnh, Nhị Cẩu, Tam Đản, hôm nay các ngươi đừng ra khỏi thành, mang theo người nhà của chúng ta tìm chỗ trốn trốn một chút, qua mấy ngày lại ra thành, chúng ta chờ tại chỗ cũ. Vương Liệt nhìn ba người Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn nói. Yên tâm đi đoàn trưởng. Ba người cười cười, dưới chân không chút chần chờ liền lắc mình một cái biến mất ở bên trong hẻm nhỏ. Tiêu Phàm mấy người cũng vội vàng hướng về cửa thành đi đến, thời gian còn lại cho bọn hắn không nhiều. Tiêu U một khi phát hiện người phái đi giết chết bọn hắn đã chết tất nhiên sẽ truy sát bọn hắn. Đến lúc đó điều Tiêu U muốn làm đầu tiên chính là phong thành, khiến bọn hắn làm ba ba trong dọ không thể trốn thoát. Vương đoàn trưởng, muộn như vậy còn muốn ra ngoài, nghe nói Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn các ngươi gần đây phát lớn a. Một tên quân sĩ trước cửa thành cười nói, cùng Vương Liệt bọn hắn cũng như quen biết. Đâu có, làm việc nuôi sống gia đình mà thôi. Lý đội trưởng, ngươi làm sao tự mình đến thủ thành môn? Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì hay sao? Vương Liệt tính tình mặc dù ngay thẳng nhưng quan hệ với người khác cũng rất khá. Vương đoàn trưởng ngươi còn không biết. Lý đội trưởng kinh ngạc nhìn Vương Liệt sau đó khoát tay một cái nói, các ngươi hàng năm trong núi cùng hồn thú làm bạn, không biết cũng phải, bất quá việc này không biết cũng là chuyện tốt, lần sau trở về nhớ tìm ta uống rượu. Yên tâm, nhất định không say không về. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Vương Liệt cười cười, chắp tay nói. Tốt, vậy ta liền đợi rượu ngon Vương đoàn trưởng. Lý đội trưởng nhếch miệng cười nói, lập tức khoát khoát tay hai bên quân sĩ cho đi. Tiêu Phàm mấy người khẩn trương tới cực điểm, đừng nhìn Vương Liệt cùng Lý đội trưởng trò chuyện ăn ý như thế, nhưng một khi Lý đội trưởng kia nhìn ra sơ hở, tuyệt đối sẽ trở mặt ngay lập tức. Chờ đã, đột nhiên thanh âm Lý đội trưởng từ phía sau truyền đến. Vương Liệt toàn thân run lên, Tiêu Phàm mấy người nắm chặt nắm đấm, trên trán mồ hôi chảy ra. Vương đoàn trưởng, đây là hồn thú gì a? Lần sau kiếm cho ta một đầu đi. Ánh mắt Lý đội trưởng đột nhiên đặt lên trên người Tiểu Kim, bất quá Tiểu Kim giờ phút này một thân màu trắng bạc, hơn nữa nhìn qua cực kỳ lôi thôi. Nhị giai hồn thú bạch sư mà thôi, lần sau gặp nhất định để cho Lý đội trưởng một đầu. Nghe được Lý đội trưởng nói, Vương Liệt buông lỏng một hơi, nhếch miệng cười nói. Vậy ta liền tạ ơn Vương đoàn trưởng trước. Lý đội trưởng cười ha ha, đừng nhìn chỉ là một đầu nhị giai hồn thú, như vậy cũng là cần mấy ngàn mai hạ phẩm hồn thạch, dù sao hồn thú sống càng đắt tiền hơn nhiều. Hơn nữa, dùng hồn thú thay cho đi bộ sớm đã trở thành một loại vốn liếng để khoe khoang thực lực trên chiến hồn đại lục, một đầu tọa kỵ hồn thú tam giai so với một đầu tọa kỵ hồn thú nhị giai lại càng chân quý hơn. Trong lòng Tiêu Phàm sớm đã đem 18 đời tổ tông của Lý đội trưởng ân cần thăm hỏi một lần, hại bọn hắn thấp thỏm không thôi, mỗi bước tim nhu muốn rớt cả ra ngoài. Truyền lệnh của thành chủ, lập tức đóng cửa thành, đột nhiên một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Đi mau, Tiêu Hạo Thiên một tiếng quát nhẹ, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Dừng lại, Lý đội trưởng nhìn thấy đám người Tiêu Hạo Thiên bỗng bước nhanh hơn liền lập tức phẫn nộ quát, quả nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng mà Tiêu Hạo Thiên căn bản không để ý tới hắn, lắc mình một cái liền rời khỏi cửa thành, Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim cũng thập phần nhanh nhẹn, Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn cũng chỉ còn lại mấy người chưa từng rời đi, một người trong đó chính là Vương Liệt. Vương Liệt, các ngươi chán sống rồi. Lý đội trưởng lạnh lùng nhìn Vương Liệt, sát cơ hiện ra. Nghe được thanh âm Lý đội trưởng, Vương Liệt toàn thân run lên nhưng rất nhanh liền thu liễm tâm thần nói, Lý đội trưởng.
vừa rồi chúng ta đi qua ngươi cũng đã kiểm tra kỹ một lần, làm sao lại như thế này? Thành chủ ra lệnh lập tức đóng cửa thành, ngươi không nghe thấy sao? Lý đội trưởng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn biết rõ ý tứ trong lời nói của Vương Liệt, nếu như ta có vấn đề gì thì ngươi cũng không thể nào thoát được. Chúng ta đã ước định tụ hợp bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch, thời gian không thể trì hoãn, xin từ biệt. Vương Liệt chắp tay một cái, lập tức hất áo bào lên nói, các huynh đệ, đi. Vương Liệt, Lý đội trưởng gào thét phẫn nộ tới cực điểm nhưng mà Vương Liệt căn bản không để ý tới hắn, chậm rãi biến mất ở bên trong bóng đêm ngoài cửa thành. Đoàn trưởng, ngươi quá bá khí, lần này ngươi quả thật quá ngầu a. Đoàn viên Lạc Nhật Liệp Hồn đoàn lập tức cười lên, hướng về phía Vương Liệt giơ ngón tay cái. Về sau đoán chừng muốn tại Tiêu Thành lăn lộn cũng có chút khó rồi. Vương Liệt thở dài, hôm nay đắc tội cũng không chỉ là Lý đội trưởng kia mà là Tiêu gia a. Không chừng rời đi Tiêu Thành mới là chính xác, đến lúc đó để Vương Mãnh, nhị cầu bọn hắn an bài già trẻ trong nhà, dù sao Tiêu Thành những gia tộc kia lão tử đã sớm nhìn không thuận mắt. Vương Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Liệt đại ca, các vị, là ta liên lụy các ngươi. Tiêu Phàm xuất hiện ở bên cạnh đám người Vương Liệt, hơi hơi thi lễ nói. Tiêu huynh đệ, đừng khách khí như vậy. Vương Liệt giả bộ cả giận nói, lại nói ra, đúng rồi, hồn thạch lần trước chúng ta đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào giao cho ngươi. Những hồn thạch đó các ngươi giữ đi, xem như tạ ơn các ngươi giúp chúng ta ra khỏi thành, bằng không chúng ta đều đã táng mạng tại Tiêu Thành rồi. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không muốn những hồn thạch đó. Hơn nữa hắn ngay từ lúc đầu đã không đem đám hồn thạch kia để trong lòng. Hồn thạch mặc dù không có cách nào cho ngươi, nhưng ngươi muốn binh khí thì ta ngược lại có thể lập tức đáp ứng. Vương Liệt cười cười dẫn tức đám người nhanh chóng hướng về Lạc Nhật Sơn Mạch. Sau một lúc đám người cũng đã cách Tiêu Thành 20-30 dặm, bọn họ đi đến một hạp gốc bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Tiêu huynh đệ, nơi này là nơi ở của Liệp Hồn đoàn chúng ta, ngươi có muốn gia nhập cùng chúng ta không? Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị đoàn trưởng. Vương Liệt cầm một thanh trường kiếm sáng bóng đi đến. Vương Liệt đại ca, chỉ sợ hiện giờ chưa được, ta muốn đòi lại món nợ ở Tiêu gia, ta phải mạnh hơn nữa. Tiêu Phàm trầm giọng nói, vừa nghĩ tới những người ở Tiêu gia kia, hắn liền phẫn nộ không thôi. Ta biết, Chân Long nhất định sẽ có một ngày nhất phi trùng thiên, Tiêu gia không lưu được ngươi, Liệp Hồn đoàn ta càng không được, cầm lấy. Đây là nhị phẩm hồn binh dùng răng của hắc giáp cự mãng chế tạo, cẩn thận một chút, nó rất sắc bén đấy. Vương Liệt cười cười, trực tiếp đem trường kiếm trong tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm trong tay, một đạo hàn quang lăng lệ lóe lên trong mắt hắn, Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, kiếm tốt. Nếu đã dùng răng hắc giáp cự mãng chế tạo vậy liền kêu là độc nha đi. Nhìn bảo kiếm tới tay, Tiêu Phàm đối với binh khí của chiến hồn đại lục cũng có một nhận thức mới. Hồn binh tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Một kiện nhị phẩm hồn binh chí ít cũng cần hơn ngàn hạ phẩm hồn thạch mới có thể mua được, thậm chí cần đến mấy ngàn hạ phẩm hồn thạch, hơn nữa cũng cần nhị phẩm chú tạo sư mới có thể tạo ra. Trải qua vô số tuế nguyệt phát triển, chú tạo sư cũng trở thành một trong tam đại nghề nghiệp của chiến hồn đại lục. Nói đến tam đại nghề nghiệp chiến hồn đại lục thì đây chính là không ai không biết không người không hay. Cho dù tiểu hài tử cũng có thể nói ra, đó chính là liệp hồn sư, luyện dược sư, cùng chú tạo sư. Vương Liệt có thể tìm nhị phẩm chú tạo sư chế tạo nhị phẩm hồn binh đã là không dễ, phần nhân tình này, Tiêu Phàm chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Tiêu huynh đệ, Tiêu lão gia tử, các ngươi sau này có tính toán gì không? Vương Liệt lại mở miệng hỏi. Tiêu Phàm không nói, hắn đối với chiến hồn đại lục không có hiểu biết bao nhiêu đành phải đưa mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về chân trời, ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang, hồi lâu mới nhìn Tiêu Phàm nói, Phàm Nhi, ngươi đi Yến Thành đi, gia nhập Chiến Vương Học Viện. Chiến Vương Học Viện, mấy người Vương Liệt nghe vậy con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn biết rõ Chiến Vương Học Viện đại biểu cho cái gì, người từ nơi đó đi ra yếu nhất cũng là Chiến Tôn A, hơn nữa đại bộ phận học sinh thành công tốt nghiệp đều từ Chiến Tông cảnh trở lên. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thiên phú như cường đại như thế, chiến hồn thức tỉnh tứ phẩm trở lên? Chiến Vương Học Viện, rất mạnh sao? Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc, hắn đối với những sự tình này hoàn toàn không biết gì cả, bất quá nghe thấy hai chữ Chiến Vương,
trong lòng hắn lại vô cùng kiên định. Tiêu huynh đệ, người biết Chiến Vương học viện tại Đại Yên Vương Triều có vị trí như thế nào không? Nghe Tiêu Phàm nói, sắc mặt Vương Liệt co lại, giải thích, toàn bộ Đại Yên Vương Triều mạnh nhất không phải vương tộc, cũng không phải các đại gia tộc mà là Chiến Vương học viện, bởi vì chín thành Chiến Vương mấy trăm năm qua tại Đại Yên Vương Triều đều là từ Chiến Vương học viện đi ra cả. Muốn đi vào Chiến Vương học viện nhất định phải thức tỉnh chiến hồn tứ phẩm trở lên, hơn nữa cái quy củ này cũng chỉ thích hợp cho vương tộc và các đại gia tộc, những người đến từ nơi hẻo lánh như chúng ta muốn đi vào Chiến Vương học viện chí ít cũng cần thức tỉnh ngũ phẩm chiến hồn, bởi vì có Chiến Vương học viện nên Đại Yên Vương Triều mới có thể ngạo nghễ đứng bên trong một đám vương triều. Vương Liệt càng nói càng kích động, đối với Chiến Vương học viện tràn ngập ước ao và kính sợ. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn cả một đời cũng không có khả năng gia nhập Chiến Vương học viện, chiến hồn cơ bản đã quyết định thành tựu trong tương lai bọn hắn của bọn hắn. Chiến Vương học viện tính là gì, Thần Phong học viện mới là mạnh nhất. Tiểu ma nữ nhỏ giọng thầm thì nói, một bộ dáng không phục. Tiểu muội muội, nếu là mấy trăm năm trước ngươi nói Thần Phong học viện mạnh nhất thì chúng ta đều tin, nhưng hiện tại Chiến Vương học viện quật khởi, Thần Phong học viện đã xuống dốc. Ta còn nghe nói Thần Phong học viện hiện tại mấy chục năm qua đều không chiêu sinh. Vương Liệt lắc đầu thở dài một hơi. Gia nhập học viện gì ta cảm thấy không quan trọng, mọi thứ còn phải dựa vào cố gắng của bản thân. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem danh tự hai cái học viện nhớ vào trong đầu. Kiếp trước, thân làm nhân tài thế kỷ 21, hắn thấy hệ thống thiết bị học viện hiện đại mặc dù trọng yếu nhưng nếu như một người không được cố gắng thì cho dù điều kiện hỗ trợ có tốt đến đâu thì cũng bằng thừa. Phàm Nhi, người có thể nhìn thấu điểm này, Gia Gia rất vui mừng. Tiêu Hạo Thiên hài lòng nhìn Tiêu Phàm. Gia Gia, người không đến Yến Thành. Tiêu Phàm cau mày, hắn vừa rồi chưa kịp hiểu ẩn ý trong lời của Tiêu Hạo Thiên, hiện tại hắn đã minh bạch. Yên tâm đi, ta chính dự định đi ra ngoài một chút. Sau đó ta sẽ đến tìm ngươi. Tiêu Hạo Thiên cười nói, bất quá sâu trong mắt hắn ẩn chứa một đạo tinh quang, trong lòng trầm ngâm nói, bây giờ đã không cần phải quan tâm an nguy của Tiêu gia nữa, sự tình của Trường Phong, ta nhất định phải tra rõ ràng. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ ý nghĩ trong lòng Tiêu Hạo Thiên thì nhất định sẽ chấn kinh không thôi, Tiêu lão gia tử sở dĩ không muốn cùng đám người Tiêu gia tranh luận cũng bởi vì hắn vốn đã muốn rời khỏi Tiêu gia mà thôi. Sáng sớm hôm sau khi Tiêu Phàm tỉnh lại, đã không thấy Tiêu Hạo Thiên đâu nữa, Tiêu Phàm trong lòng lo lắng, hắn ẩn ẩn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Sau khi từ biệt Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn, Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim cũng xuất phát trực chỉ mục tiêu đô thành Đại Yên Vương Triều, Yến Thành. Chiến hồn đại lục bao la vô biên, Đại Yên Vương Triều đối với toàn bộ đại lục mà nói tối đa cũng chỉ là một góc nhỏ xíu mà thôi. Đại Yên Vương Triều bên trong các vương triều khác tính không là mạnh nhất nhưng cũng không phải yếu nhất. Yến Thành, không thể nghi ngờ là nơi phồn hoa nhất Đại Yên Vương Triều, cho dù bên trong rất nhiều vương triều thì Yến Thành cũng là số một. Yến Thành chiếm diện tích cực kỳ lớn, dân cư trong thành vượt hơn ngàn vạn, cơ hồ là trung tâm chính trị và văn hóa của Đại Yên Vương Triều. Nơi này cường giả vô số, đại bộ phận tu sĩ trẻ tuổi đều hướng về Chiến Vương học viện mà đến. Chỉ cần có thể tiến vào Chiến Vương học viện rồi thành công tốt nghiệp, vậy tất nhiên sẽ trở thành cường giả chiến tông, đạt được tài phú cùng danh vọng. Vào trạng vạng ngày thứ bảy, Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim tiến vào Yến Thành, đi trên đường lớn của Yến Thành, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiểu Kim lại càng đề phòng nhìn bốn phía, loại náo nhiệt này để nó rất bất an. Tiểu Ma Nữ quệt miệng nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thần sắc của hai cái tên này giống như nhà quê lên tỉnh, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ mất mặt, hiện tại liền muốn tìm một cái lỗ nào để chui vào. Yến Thành quả nhiên không hổ là siêu cấp đại thành. Tiêu Phàm cảm khái, kiếp trước hắn nhìn quen nhà cao tầng rồi nhưng khi nhìn thấy những kiến trúc hùng vĩ cao lớn xung quanh này vẫn trầm trồ không thôi. Toàn bộ đường phố được lót bằng các tảng đá xanh to lớn, rộng chừng 20-30 mét, hai bên đường phố hàng loạt cửa hàng san sát nhau. Có tiệm bán quần áo, có phố rèn, cũng có luyện dược phường. Đồng thời, hai bên ven đường cũng có trồng một hàng cây phong, lá phóng lác đác rơi xuống làm tăng thêm mấy phần ưu mỹ. Hai bên không ít tu sĩ hướng về phía Tiêu Phàm chỉ trỏ, có người càng lộ ra vẻ khinh bỉ và chán ghét căn bản không có ý tốt, bất qua Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, căn bản không đem bọn hắn để ở trong lòng.
Đồ lưu manh, thấy Yến Thành thế nào? Có phải tốt hơn hiểu so với cái Tiêu Thành của các ngươi? Tiểu ma nữ giống như một con khổng tước nhỏ cao ngạo, làn da mềm mại kia như muốn chảy cả nước. Tiêu Phàm sờ cầm một cái, ra vẻ suy tư, cười nói, đều có nét riêng biệt, thành phố lớn tương đối náo nhiệt, tiểu thành thì tương đối yên tĩnh, nếu để cho ta lựa chọn mà nói, ta vẫn tương đối thích Tiêu Thành hơn, nếu có một ngày ngươi tìm không thấy ta, có thể đi Tiêu Thành tìm ta. Đồ lưu manh, ngươi thật muốn gia nhập Chiến Vương học viện. Tiểu ma nữ đổi chủ đề, cau mày, đôi mắt đẹp lấp lóe, rất có một phen vận vị khác. Làm sao, không nỡ rời khỏi ta? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu ma nữ hung hăng trừng Tiêu Phàm, giống như hận không thể đem miệng Tiêu Phàm xé nát, nói, nghĩ hay quá nhỉ, cho dù hiện tại ngươi rời đi thì ta cũng không thèm để ý ngươi. Ngươi muốn theo ta thì ta cũng chưa chắc đã đáp ứng. Tiêu Phàm mặt coi thường, lại thở dài nói, ta biết ngươi thích Thần Phong học viện gì đó, bất quá, ta cũng chưa chắc có thể tiến vào được, lại càng không cần phải nói đến Chiến Vương học viện. Tiểu tử, một tên ăn mày như ngươi cũng muốn tiến vào Chiến Vương học viện. Đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy mấy cỗ khí thế cường đại va vào mặt. Tiêu Phàm quay người nhìn về sau, chỉ thấy bốn người đang chậm rãi đi tới, cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng khá là anh tuấn, ăn mặc cũng thập phần quý khí, rất hiển nhiên bối cảnh hắn có chút bất phàm, chỉ là dáng người gầy gò, bước chân có chút phù phiếm. Trong ngực hắn là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, thiếu nữ một bộ váy dài màu hỏa hồng, xinh đẹp như hoa, đôi mắt tràn đầy vũ mị mỗi thời mỗi khắc đều có thể câu dẫn tâm hồn của nam nhân. Về phần phía sau hai người, rõ ràng là tùy tùng của nam tử kia, trực tiếp bị Tiêu Phàm bỏ qua. Đi thôi. Tiêu Phàm lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ, vỗ vỗ đầu tiểu kim quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhị thiếu gia, người ta rất thích sư tử con kim sắc kia nha. Một trận ồn à ồn ẻn từ phía sau truyền đến, nữ tử váy đỏ ôm chặt nam tử, thân thể mềm mại không ngừng nhún nhún trên người nam tử. Yên tâm, chỉ cần như nhị thích, coi như là sao trên trời, nhị thiếu gia ta cũng thay người hái xuống. Nam tử bạch bào tà tà cười một tiếng, cho thiếu nữ một cái ánh mắt hiểu ý. Tiểu tử, ngươi dừng lại, sư tử con này bản thiếu gia muốn, ngươi ra cái giá đi. Đột nhiên, áo bào trắng nam tử bá khí hướng về Tiêu Phàm nói. Bốn phía không ít người đi đường nghe được âm thanh hắn, lập tức vây quanh xem, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy bạch bào nam tử ngay lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này không may lại bị Hoàng Thiên Bá nhìn trúng, đáng tiếc một đầu hồn thú tố như thế. Đúng vậy a, Yến Thành Tam Đại Ác Thiếu cũng không phải dễ trêu, vây vào bọn chúng không bằng đi đến Chiến Vương học viện chuẩn bị trước a. Xem ra mấy người này mới vừa đến Yến Thành, không biết Hoàng Nhị Thiếu gia rất đáng sợ, người bình thường nhìn thấy Hoàng Nhị Thiếu gia thì ai mà không tránh chứ. Bốn phía không ít người xì xào bàn tán, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái thế giới này cũng tròn quá a, không nghĩ tới vừa mới đi tới Yến Thành liền gặp ngay người Hoàng gia. Hoàng Thiên Bá nghe được thanh âm tu sĩ bốn phía lại đắc ý nhìn Tiêu Phàm, hắn cảm thấy bất kỳ ai nghe thấy tên tuổi của hắn đều sẽ liền không dám đắc tội hắn. Không bán. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra hai chữ, ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá trên mặt tiếu dung cứng đờ, thần sắc chậm rãi lạnh lẽo, hắn lách mình đi đến trước mặt Tiêu Phàm, nói tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa? Không bán. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép mua buộc bán hay sao? Tiêu Phàm liếc Hoàng Thiên Bá, người khác sợ Hoàng Thiên Bá hắn nhưng Tiêu Phàm cũng không thèm để ý. Ở chỗ này, hắn tin tưởng Hoàng Thiên Bá không dám trắng trợn đối phó bản thân, lấy thực lực hắn cũng căn bản không hề e ngại Hoàng Thiên Bá. Đám người bốn phía kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, dám nói với Hoàng Thiên Bá như thế, không phải muốn chết sao? Một vạn hạ phẩm hồn thạch. Ánh mắt Hoàng Thiên Bá càng ngày càng lạnh, lời vừa rồi của Tiêu Phàm như tát vào trên mặt hắn. Xin nhường đường một chút. Tiêu Phàm trực tiếp gạt đám người rời đi, tiểu ma nữ cùng tiểu kim đi theo phía sau. Tu sĩ phía trước không khỏi tránh ra một con đường, một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Hoàng Thiên Bá trực tiếp ngốc tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn hận. Tiểu tử, người cần phải nghĩ đến hậu quả, Yến Thành nhìn qua rất phồn hoa nhưng cũng là nơi nguy hiểm. Cái loại nhà quê như ngươi có chết thì cũng không biết mình chết như thế nào,
đến lúc đó cũng không có ai nhặt xác cho ngươi. Thanh âm Hoàng Thiên Bá hung ác nham hiểm vang lên. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, đám người tu sĩ nghe vậy không khỏi dùng mình một cái, bọn hắn biết rõ phàm là người bị Hoàng Thiên Bá ghi nhớ liệt không có một kết cục tốt. Đáng tiếc để hắn thất vọng là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghe thấy, gần như đã biến mất bên trong dòng người. Hoàng Thiên Bá sắc mặt khó coi đến cực điểm, sau đó ném cho hai tên hạ nhân một cái ánh mắt, hai người lộ ra vẻ hiểu ý, vụng trộm cùng tiến lên. Rất nhiều người biết rõ đây chỉ là vừa mới bắt đầu, thời gian Chiến Vương Học Viện chiêu sinh còn có tầm 10 ngày, rất nhiều tu sĩ từ thành nhỏ hướng Yến Thành mà đến, đắc tội Hoàng Thiên Bá tuyệt đối không chỉ một mình Tiêu Phàm. Đồng dạng trong lòng Tiêu Phàm cũng nghĩ như vậy, Yến Thành to lớn như thế, nhân khẩu hơn ngàn vạn, Hoàng Thiên Bá muốn tìm hắn cũng không phải đơn giản như thế. Đồ lưu manh, xem ra ngươi còn rất có mấy phần huyết tính a, đây chính là Hoàng gia nhị thiếu chủ a. Tiểu ma nữ hì hì cười một tiếng, hận không thể làm cho thiên hạ đại loạn. Hoàng gia nhị thiếu gia thì như thế nào, nếu như biến thành người chết thì cũng không có gì để sợ. Còn người Tiêu Phàm lạnh như băng nói, do sự tình của Tiêu U nên hắn đối với Hoàng gia đã sớm coi thành địch nhân rồi, bây giờ nhiều một tên Hoàng Thiên Bá thì có sao? Cảm nhận được sát khí như ẩn như hiện trên người Tiêu Phàm, tiểu ma nữ thu liễm tiếu dung, trịnh trọng nói, Tiêu Phàm, người cũng chớ làm loạn a. Đương nhiên, nếu như người muốn giết hắn thì nhớ mang ta theo. Tiêu Phàm mặt sạm lại nhìn tiểu ma nữ, hắn hiện tại hạn hán lời luôn rồi. Tiểu ma nữ này thật sự chỉ sợ thiên hạ không loạn a, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không thể không lui, tránh đi ba phần, kính nhi viễn chi. Đêm đó, bên trong một gian khách sạn, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ở cùng một phòng, trong phòng có hai cái giường, vừa vào phòng, Tiểu Kim đã vây quanh Tiêu Phàm gầm nhẹ. Ta biết ngươi đói, ăn ít một chút đi, không còn lại bao nhiêu đâu. Tiêu Phàm từ trong hành trang lấy ra một viên hồn tinh tứ giai. Trên mặt một trận đau lòng, tên gia hỏa này từ khi ăn vào hồn tinh thì liền không thèm ăn món nào khác. Lần trước mẫu thân nó lưu lại một chút hồn tinh hiện tại đã không đủ dùng, bất quá cũng may, Tiểu Kim cũng đột phá đến tam giai hậu kỳ, tương đương với cảnh giới chiến sư hậu kỳ. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, đem tứ giai hồn tinh nuốt vào, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn cũng lấy ra một viên tứ giai hồn tinh nắm trong tay. Thể nội bắt đầu hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh, những ngày qua hắn phần lớn thời gian đều đi đường, thời gian tu luyện lại rất ít. Bất quá, khoảng cách chiến sư hậu kỳ cũng chỉ còn một bước. Kinh lôi quyết của gia tộc mặc dù còn có thể hấp thu hồn lực nhưng tốc độ hấp thu lại không đáp ứng được nhu cầu hiện tại, nếu như có thể tiến vào Chiến Vương Học Viện nhất định phải tìm một bản công pháp thật tốt mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hồn lực đột phá. Kỳ thật chính là vận dụng đủ loại phương pháp không ngừng tiêu hao hồn lực, cho đến khi tiêu hao đến một bước cuối cùng, sau đó thông qua công pháp khôi phục, lặp đi lặp lại như thế, không ngừng rèn luyện, cho đến khi xuất hiện sự thay đổi về chất. Kinh lôi quyết chỉ bất quá là công pháp cơ bản ở tiêu gia, tốc độ rèn luyện hồn lực rất chậm, chỉ thích hợp cho cảnh giới chiến sĩ trở xuống, nếu như không phải tồn tại u linh chiến hồn thì Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng nhanh như thế đã đột phá đến cảnh giới chiến sư. Từ lần trước trực tiếp thôn phệ một viên hồn tinh tam giai mém chút làm kinh mạch hắn nổ tung, hiện tại Tiêu Phàm cũng không dám lại tùy tiện trực tiếp thôn phệ hồn tinh, hắn minh bạch, tu luyện phải thận trọng tiến hành từng bước, đây là một quá trình để cải thiện về chất. Về phần chiến kỹ, Tiêu Phàm ngược lại không có đặc biệt quan tâm, hắn từ chiến kỹ các tiêu ra được trên trăm loại chiến kỹ, dưới sự trợ giúp vô tận chiến điển đã thành công dung hợp ra mấy loại tam phẩm chiến kỹ. Nếu như có thể tiến vào Chiến Vương Học Viện thì chiến kỹ cũng không phải là vấn đề gì quá khó. Xem ra ta vẫn phải tiến vào Chiến Vương Học Viện mới được a, chỉ dựa vào cố gắng bản thân thôi vẫn không được, chỉ là không biết U Linh Chiến Hồn là chiến hồn mấy phẩm, có thể hay không tiến vào Chiến Vương Học Viện. Tiêu Phàm lộ ra vẻ mờ mịt. Cho đến bây giờ, hắn đều không biết U Linh Chiến Hồn của mình là mấy phẩm, đây là sự tình duy nhất mà hắn không nắm chắc. Mặc kệ. Hy vọng 7 ngày sau có thể thông qua chiến hồn khảo thí. Tiêu Phàm hạ quyết tâm, toàn thân tâm đắm chìm trong đan điền, tứ giai hồn tinh có thể bằng mắt thường thấy được nó đang nhỏ dần. Bên ngoài cơ thể hắn tỏa ra từng đạo u quang giống như một cái lồng đèn màu đen, một cỗ hồn lực bàng bạc từ trên người hắn tản ra.
thể nội hắn truyền ra một trận ầm ầm, hồn lực cuồn cuộn rửa sạch kinh mạch toàn thân, tựa như đã đến một điểm giới hạn nào đó, tùy thời đều có thể đột phá đến cảnh giới chiến sư hậu kỳ. Cách đó không xa, Tiểu Kim cũng đã nuốt vào tứ giai hồn tinh, tiến vào trạng thái nhập định, vào lúc này cửa phòng két một tiếng mở ra, hai cái đầu từ cửa ra vào thò vào. Vậy mà lại tu luyện, đúng là trời giúp chúng ta, sớm biết như thế thì tùy tiện phái một người tới là được, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, chúng ta dù sao cũng mang danh thủ hạ của nhị thiếu gia. Trong đó một người mở miệng, trên mặt lộ ra tiếu dung. Dám đắc tội nhị thiếu gia, người nên có giác ngộ phải chết. Trước hết giết hắn rồi nói, người đem hồn thú kia mang trở về đi. Một tên hắc y nhân khác từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tu sĩ trong lúc tu luyện tối kỵ bị quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tử vong tại chỗ. Cứ giết hắn như thế, há không phải quá tiện nghi cho hắn, nếu như có thể để hắn sống không bằng chết thì nhị thiếu gia nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Nam tử trên mặt lộ ra một tia một vòng tà ác tiếu dung. Một cỗ hồn lực cường đại từ trên người hắn chợt xuất ra, dưới sự khống chế hồn lực kia liền hóa thành một lưỡi đao hướng về mi tâm Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm đã sớm cảm ứng được hai người đến, nhưng giờ phút này hắn căn bản không thể cử động, trong lòng hắn không ngừng hô hoán Tiểu Kim, nhưng Tiểu Kim cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn thấy người kia đi tới, trong lòng Tiêu Phàm đã tuyệt vọng. Trong đan điền, cái hồn lực kia như lợi nhận gào thét mà tới, thể nội truyền đến một loại cảm giác đau nhói, sau một khắc, U Linh chiến hồn đột nhiên bạo khởi, ngưng tụ thành một cái miệng lớn màu đen đem hồn lực kia nuốt vào. Ân. Trên mặt hắc y nhân lộ ra vẻ cổ quái, bản thân dù sao cũng là chiến sư đỉnh phong A, hồn lực vậy mà không làm gì được một tên tiểu tử cảnh giới chiến sư trung kỳ. Hắc y nhân không tin tà, hồn lực cuồn cuộn lần nữa ngưng tụ thành vô số thần binh lợi nhận, đạt tới chiến sư cảnh đỉnh phong, hồn lực đã có thể ngoại phóng, nhìn qua tựa như từng đoàn sương mù. Lại để hắc y nhân thất vọng là Tiêu Phàm căn bản không hề có bất cứ động tĩnh gì, trên trán hắn toát ra một chút mồ hôi. Nhìn Tiêu Phàm bình tĩnh, hắn trong lòng nổi giận mắng, mẹ kiếp, tiểu tử này tà môn quá, nhất định phải nhanh giết hắn. Hồn lực chiến sư cảnh đỉnh phong vậy mà không làm gì được một tên tiểu tử chiến sư cảnh trung kỳ đang tu luyện, nói ra thì mất hết mặt mũi a. Hô, hắc y nhân thập phần quyết đoán, trường đao trong tay bỗng nhiên chém xuống Tiêu Phàm, lưỡi đao sắc bén chém xuống làm không khí giống như bị xé rách, hiển lộ ra một đạo bạch sắc đao mang. Thiên địa linh khí bốn phía lập tức tán loạn, đao mang lạnh lẽo nhiếp hồn đoạt phách đủ đem một tên cường giả chiến tôn cảnh chém giết chứ nói chi chỉ là tu sĩ chiến sư cảnh trung kỳ. Chết đi, hắc y nhân kêu to, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Oanh, từng đạo khí lưu màu đen gào thét xuất hiện, tất cả đều vần quanh thân thể Tiêu Phàm, hắc y nhân chỉ cảm thấy cánh tay mình cực kỳ đau nhức, trường đao bị đánh bay, hắc y nhân như gặp phải lôi đình. Liên tiếp lui về phía sau mém chút là ngã xuống đất. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt hắc y nhân cao gầy đang chuẩn bị đánh lén Tiểu Kim lộ ra vẻ kinh ngạc, đường đường chiến sư cảnh đỉnh phong đi giết tu sĩ chiến sư trung kỳ còn chưa kịp xuất thủ đã bị đánh bay đi. Đến giúp ta một tay, tiểu tử này tà môn quá. Sắc mặt hắc y nhân tập sát Tiêu Phàm rất khó coi, hắn nhặt lên trường đao, lần nữa chém thẳng hướng Tiêu Phàm. Thiên địa linh khí thật thuần túy, tiểu tử này thật sự chỉ là chiến sư cảnh. Thiên địa linh khí bàng bạc như thế này ta chỉ thấy qua lúc cường giả chiến tôn cảnh tu luyện. Hắc y nhân cao gầy một mặt kinh ngạc. Cân nhắc tiêu chuẩn của một tu sĩ cường đại, phẩm giai chiến hồn cao thấp là một phương diện, một cái phương diện khác chính là khả năng dẫn dắt thiên địa linh khí để tu luyện, chính là nói hồn lực của tu sĩ đó mạnh hay yếu. Tiêu Phàm lúc đột phá dẫn động thiên địa linh khí đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn, khó trách trong lòng bọn hắn không bình tĩnh. Nhất định phải giết hắn. Một tên hắc y nhân khác mở miệng, đằng đằng sát khí nói. Các ngươi rất muốn giết ta sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên hai mắt ra, ánh mắt xuất hiện hai đạo lợi mang như thần kiếm xuất vỏ mà ra. Ngươi không phải đang đột phá sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Hai tên hắc y nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới qua bao lâu, tiểu tử này vậy mà thành công đột phá đến chiến sư hậu kỳ. Người chết không cần phải biết. Tiêu Phàm lạnh như băng nói, thân ảnh như u linh lao về hai người hắc y nhân kia.
nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động đánh tới, hai tên hắc y nhân đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức cười lạnh, đại ca, hắn có tà như thế nào thì chẳng lẽ chúng ta hai tên chiến sư đỉnh phong lại phải sợ tên chiến sư hậu kỳ hắn. Vô tận chi kiếm, nhưng mà, nghênh đón bọn hắn là một kiếm của Tiêu Phàm. Một cỗ hồn lực từ trên người hắn bộc phát, kiếm mang chói mắt, một kiếm này chính là hắn dung hợp nhiều loại chiến kỹ thông qua vô tận chiến điển mà thành. Hơn nữa, kiếm chiêu này có thể trưởng thành vô hạn, vĩnh viễn cũng không có giới hạn cuối cùng, bởi như vậy mới gọi là vô tận chi kiếm. Một kiếm này chính là một kích mạnh nhất của Tiêu Phàm, đối mặt với hai tên chiến sư đỉnh phong, hắn cũng không dám khinh thường, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý này hắn vẫn là hiểu rõ. Phốc phốc, hắc y nhân cao gầy vừa mới dứt lời, đột nhiên che cổ mình, nhưng mà vô luận hắn che như thế nào thì sai một cái hô hấp, máu tươi liền bắt đầu cuồng phún mà ra. Ngươi giết đệ đệ ta, tên hắc y nhân còn lại gầm lên nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi tràn ngập sợ hãi. Hắn mặc dù là chiến sư đỉnh phong nhưng tốc độ vừa rồi của Tiêu Phàm lại quá kinh khủng, công kích cũng cường hãn như thế, không phải là một tên chiến sư cảnh hậu kỳ bình thường, trừ phi là những học viên của Chiến Vương học viện. Kế tiếp đến lượt ngươi. Ánh mắt Tiêu Phàm rất bình tĩnh, thần sắc không hề bận tâm, hắn cũng không ngờ tới vô tận chi kiếm vậy mà cường đại như thế, miểu sát tu sĩ chiến sư cảnh đỉnh phong đều không nói chơi. Đối với một người còn lại, Tiêu Phàm cũng không có ý niệm nhân từ nào, người muốn giết ta thì cũng chỉ có thể làm thi thể mà thôi. Đừng giết ta, không phải ta muốn giết ngươi, là nhị thiếu gia, không, là Hoàng Thiên Bá muốn giết ngươi, nếu như ta không tuân lệnh của hắn thì cả nhà của ta đều phải chết. Hắc y nhân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin. Nói đến cùng cũng vì tư dục của bản thân, mạng người nhà ngươi là mạng, còn mạng của người khác thì không đáng tiền sao. Tiêu Phàm cười lạnh, lời nói của hắc y nhân làm hắn khịt mũi xem thường. Theo nhân sinh quan của hắn, sinh mệnh là bình đẳng, không có quý tiện, vì tư lợi của bản thân mà muốn giết người khác, đây cũng không phải là nguyên tắc làm người của Tiêu Phàm. Huống chi người mà hắc y nhân muốn giết chính là bản thân, nếu như vừa rồi không phải do U Linh chiến hồn phản kích thì Tiêu Phàm hắn đã sớm chết rồi. Đi chết đi, vào lúc Tiêu Phàm thất thần, hắc y nhân đột nhiên bộc phát mà lên. Trên đầu hắn xuất hiện một cái hư ảnh trường đao màu trắng, một cỗ đao mang cuồng bá xông thẳng vào Tiêu Phàm, tốc độ nhanh tựa thiểm điện. Đúng là cái thứ đến chết cũng không hối cải. Tiêu Phàm cười lạnh, chân đạp mê tung bộ lưu lại từng đạo hư ảnh, thân hình trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắc y nhân, độc nha kiếm trong tay lăng không chém ra. Phốc, một đạo kiếm ảnh lóe lên, đầu lâu hắc y nhân kia lăn vòng trên không trung, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Hoàng gia, đây chỉ là mới bắt đầu. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể trên mặt đất, nói, xem ra ta đối với cái thế giới này vẫn chưa nhận biết sâu sắc được, hay là ta vẫn quá nhân từ. Hắn biết rõ, tại chiến hồn đại lục giết người chỉ là chuyện bình thường, tựa như cái chết của hai hắc y nhân này trong mắt của Hoàng gia bất quá chỉ là chết đi hai con chó mà thôi. Cho dù Hoàng Thiên Bá muốn đối phó Tiêu Phàm thì cũng chỉ là vì tức giận trong lòng chứ không phải vì báo thù cho hai người kia. Hai cỗ thi thể này lại có chút phiền phức. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, từ kiếp trước đến kiếp này, đây chân chính coi như là lần đầu tiên hắn chủ động đi giết người, cảm giác lần này khác với lúc hắn giết hắc giáp cự mãng, dù là giết chết tam trưởng lão cũng chỉ là do phẫn nộ nhất thời, hiện tại trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Giống, cũng đúng lúc này, Tiểu Kim đi tới há mồm phun ra một ngụm cực hàn chi khí, hai cỗ thi thể và vết máu trên mặt đất đột nhiên ngưng kết thành hàn băng. Tiểu Kim móng vuốt phung lên, hai cỗ thi thể ầm một tiếng nổ tung hóa thành một đám sương mù, sau đó Tiểu Kim lại mở cửa sổ ra, chỉ một lát sau, trong phòng liền khôi phục lại nguyên trạng tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, Tiểu Kim, đi nói với Tiểu Ma Nữ một tiếng. Sáng sớm ngày mai chúng ta đổi chỗ ở. Hoàng Thiên Bá khẳng định đã biết rõ nơi hắn hạ lạc, lưu ở chỗ này khẳng định sẽ có thêm một số phiền phức không đáng có, huống chi hai tên chó săn Hoàng Thiên Bá chết ở trong tay hắn, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mặc dù đã bị Tiểu Kim xử lý sạch sẽ, cho dù Hoàng Thiên Bá có tra được đến trên người hắn thì cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn lúc nào cũng bị Hoàng Thiên Bá giám thị. Trời tờ mờ sáng,
ba người Tiêu Phàm liền rời đi khách sạn, tại phụ cận Chiến Vương học viện tìm một khách sạn khác, chờ ngày chiêu sinh. Mà lúc này, trong một đình viện hoàng gia, Hoàng Thiên Bá lại đập ấm trà xuống đất, vô cùng phẫn nộ nói, người xác định hai người bọn hắn đi vào rồi không có rời khỏi. Vâng, nhị thiếu gia, thuộc hạ chắc chắn. Một tên hạ nhân áo đen quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, hai người bọn hắn bảo ta rời đi trước, bọn hắn nói chỉ cần hai người bọn hắn cũng đã đủ xử lý tiểu tử kia. Như vậy nhất định hai người kia đã chết. Hoàng Thiên Bá nghiến răng nghiến lợi nói, đối với sinh tử của hai tên hạ nhân kia cũng không quan tâm, hắn phẫn nộ là không giết được Tiêu Phàm hay mang con hôn thú kia về. Nhị thiếu gia, người kia thật đáng chết, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, chúng ta đều là chó của nhị thiếu gia, hắn giết chúng ta cũng coi như không hề tôn trọng nhị thiếu gia ngài. Hạ nhân kia nhìn thấy Hoàng Thiên Bá thu liễm sát ý lại lập tức lại bắt đầu thêm mắm thêm muối. Hắn xác thực đáng chết. Hoàng Thiên Bá gật gật đầu, người không phải nói bọn hắn đã rời đi sao? Hạ nhân áo đen trầm mặc không nói, đột nhiên, cửa ra vào lại đi tới một đạo thân ảnh, nhị thiếu gia, cho dù hiện tại chúng ta không tìm được bọn hắn nhưng bọn hắn là vì gia nhập Chiến Vương học viện mà đến a, 6 ngày sau chính là lúc bắt đầu chiêu sinh. Hoàng Thiên Bá ngẩng đầu nhìn lại, phẫn nộ trên mặt liền biến mất, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp quyến rũ đi tới, dáng người là lướt. Đám người đang quỳ đều âm thầm chảy nước miếng. Vẫn là như nhi nghĩ chu đáo. Khi nữ tử xinh đẹp đi đến trước người Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Bá liền giơ tay ôm nàng vào ngực, hạ nhân áo đen biết điều lui ra khỏi phòng, mặc dù hắn rất muốn kiến thức một màn kế tiếp nhưng vẫn sợ hãi Hoàng Thiên Bá a. Đều là do nhị thiếu gia dạy dỗ tốt. Thân hình Lý Như vừa né tránh qua, thân thể mềm mại nói, nhị thiếu gia, ta muốn hồn thú kia. Như nhi người yên tâm, người muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, mấy ngày nữa, thiếu gia ta giết xong tên kia, lại đoạt lại sư tử con cho nàng. Hoàng Thiên Bá tà tà cười một tiếng, chỉ là lúc nhắc đến tên Tiêu Phàm, hai mắt hắn đều băng lãnh. Át xì, là ai đang nhung nhớ ca? Tiêu Phàm đang đi trên đường đột nhiên hắc xì một cái, hắn tự nhiên không biết Hoàng Thiên Bá vẫn chưa từ bỏ ý đồ, chuẩn bị vào lúc khảo thí làm khó hắn. Ai sẽ nhớ ngươi? Đoán chừng là ai muốn giết ngươi đi. Tiểu ma nữ rất khó chịu khi Tiêu Phàm đột nhiên nói đi là đi, khách sạn hiện tại kém hơn khách sạn lúc trước rất nhiều, cũng khó trách trong lòng nàng không thoải mái. Nói không chừng thật có người muốn giết ta. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Đi thôi, đến rồi. Thanh âm tiểu ma nữ vang lên, khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thì tiểu ma nữ đã đi vào bên trong một tòa lầu các. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy bảng hiệu mạ vàng bên trên, ba chữ lớn như rồng bay phượng múa, Lăng Vân Các. Lăng Vân Các, nhìn thấy ba chữ này, Tiêu Phàm cau mày một cái, cảm giác giống như đã nghe nói qua ở đâu nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Nhìn thấy thân ảnh tiểu ma nữ đã biến mất, Tiêu Phàm vội vàng cùng đi theo, nhưng trong lòng lại thêm nghi hoặc, tiểu ma nữ đột nhiên đến nơi này làm gì? Lăng Vân Các đông như chảy hội, bóng người phi thường tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Vừa mới bước vào, Tiêu Phàm liền bị các đồ vật rực rỡ muôn màu bên trong hấp dẫn. Ta nhớ ra rồi, Lăng Vân Các là trụ sở của Lăng Vân Thương Hội, một trong tam đại thương hội trên Chiến Hồn Đại Lục. Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, trong nháy mắt nhớ ra cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chiến Hồn Đại Lục có tam đại thương hội, theo thứ tự là Lăng Vân Thương Hội, Vô Nhai Thương Hội, cùng Cửu Tiêu Thương Hội, Lăng Vân Thương Hội một mực xếp số 1. Có thể thấy Lăng Vân Thương Hội cường đại như thế nào. Phải biết rõ, thương hội này cũng không chỉ hoạt động bên trong Đại Yên Vương Triều, mà là trải rộng toàn bộ Chiến Hồn Đại Lục. Phía xa, tiểu ma nữ đang cùng một tên thanh niên áo trắng nói cái gì, điều này làm cho Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, tiểu ma nữ chẳng lẽ có quan hệ gì với Lăng Vân Thương Hội. Thanh niên áo trắng mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm, trong mỗi bước chân đều lộ ra vẻ cao quý. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm, điều này làm cho Tiêu Phàm hơi bất an. Tiêu Phàm cũng không đi qua, hắn muốn đi dạo trong Lăng Vân Các, bên trong Lăng Vân Các cái gì cũng có, nhưng đồ vật làm cho hắn hứng thú cũng không nhiều. Sau nửa ngày, ánh mắt Tiêu Phàm dừng lại trước một cái quầy, bên trong quầy hàng trưng bày một đống thanh sắc linh thảo xanh tươi, thanh sắc linh thảo nhìn qua vô cùng bình thường có gì lạ nhưng lại để Tiêu Phàm nội tâm chấn kinh không thôi. Nơi này lại có tinh linh thảo.
Tiêu Phàm thiếu chút nữa kêu lên, kiếp trước thân làm thánh thủ, hắn rất quen thuộc với đại bộ phận linh thảo trên địa cầu, rất nhiều linh thảo hắn đã thấy tận mắt, mà loại tinh linh thảo này chính là một trong số ít mấy loại linh thảo mà hắn chưa từng thấy qua. Tiêu Phàm ngẫu nhiên lấy được một cổ phương, trong đó ghi rõ tác dụng của tinh linh thảo kết hợp với một số loại thảo dược khác để luyện chế thành dược dịch hoặc là dược hoàn, có thể hoàn toàn chữa khỏi những vết thẹo khi bị thương. Tiêu Phàm kiếp trước muốn tìm tinh linh thảo để làm ra sản phẩm làm đẹp, nhưng vì tinh linh thảo gần như đã tuyệt tích nên kế hoạch của hắn liền bị chết từ trong trứng. Khách quan, người muốn mua tinh linh thảo. Một mỹ nữ người hầu đi tới, cười hì hì nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, tinh linh thảo tại chiến hồn đại lục cũng gọi là tinh linh thảo. Tinh linh thảo này bán thế nào? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần. Sau một lần trùng sinh hắn đối với tinh linh thảo đã không còn hứng thú quá lớn, hiện tại hắn chỉ có dục vọng về thực lực mà thôi. Bất quá, hắn kiếp trước chưa từng tự mình nghiệm chứng dược tính của tinh linh thảo, điều này làm cho nội tâm hắn có chút nuối tiếc, nếu như tinh linh thảo không quý liền mua mấy cây về nghiên cứu một chút cũng được. 100 hạ phẩm hồn thạch một gốc, chắc giá A, còn có những linh thảo này, đều là nhị phẩm linh thảo, giá cả đều là 100 hạ phẩm hồn thạch một gốc. Mỹ nữ cười hì hì nói, lập tức đề cử cho Tiêu Phàm mấy loại linh thảo. 100 hạ phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm rất cằm, một viên hồn tinh nhị giai sơ kỳ giá trị đã 200 hạ phẩm hồn thạch, cái giá này không tính quá đắt, có thể mua mấy cây trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Cho ta 10 gốc, Tiêu Phàm xuất ra 10 viên hồn thạch trung phẩm đặt ở trên quầy. Có ngay, Mỹ nữ phục vụ viên cười hì hì tiếp nhận 10 khỏa hồn thạch trung phẩm. Tiêu Phàm chỉ biết một khỏa hồn thạch trung phẩm có thể hối đoái 100 khỏa hồn thạch hạ phẩm, nhưng đây chỉ là tình huống bình thường. Bây giờ trung phẩm hồn thạch đã tăng giá, một khỏa có thể hối đoái 110 khỏa. Sinh ý lần này nàng một cái liền lừa đến 100 hồn thạch hạ phẩm, điều này tự nhiên làm cho mỹ nữ vui vẻ không thôi. Rất nhanh nàng liền đem 10 khỏa tinh linh thảo đóng gói tốt, cũng cùng Tiêu Phàm thảo luận cách thức dưỡng trồng như thế nào, lúc này mới lưu luyến nhìn Tiêu Phàm rời đi. Sau nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm lại mua tầm 10 loại dược thảo, tất đều là dược tài dung luyện Mỹ dung dịch. Không biết Mỹ dung dịch ở đây có bán chạy không? Tiêu Phàm thầm nghĩ, hắn không phải là người rảnh rỗi ngồi chơi, sự tình hắn làm đều phải cân nhắc đến lợi nhuận. Đồ lưu manh, đi thôi. Tiểu ma nữ đột nhiên xuất hiện, đi đến ôm lấy cánh tay của Tiêu Phàm, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào cánh tay Tiêu Phàm, điều này khiến toàn thân Tiêu Phàm không được tự nhiên. Thì Vũ muội muội, lâu rồi mới gặp lại ngươi một lần, cũng không cần phải vội vã như thế. Thanh niên nam tử trước đó cùng tiểu ma nữ nói chuyện đi tới, hắn một bộ áo trắng, không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như trích tiên rơi xuống phàm trần. Không cần, Tiêu Phàm ca ca đã chờ ta lâu như vậy. Tiểu ma nữ cười nói, cái đầu nhỏ dựa vào vai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ca ca, Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một trận. Hắn biết tiểu ma nữ đang lôi hắn ra làm tấm chắn A. Thì Vũ, không giới thiệu cho ta một chút. Thanh niên cử chỉ ung dung nho nhã, rất có phong phạm đại gia, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên, bất quá sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia cô đơn. Đây là ta Tiêu Phàm ca ca. Tiểu ma nữ cười nói, tác phong hoàn toàn thay đổi, biến thành một tiểu mỹ nhân ôn nhu linh động. Tiêu Phàm ca ca, đây là Lăng Phong ca ca. Nghe được mấy chữ ta Tiêu Phàm ca ca này, toàn thân Tiêu Phàm liền nổi da gà hết lên, bất quá bề ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, cười nói, xin chào, ta tên Tiêu Phàm. Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, trong con ngươi lộ ra một cỗ ngạo khí trùng thiên, một mặt không chịu thua nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi hãy chiếu cố thật tốt tốt Thi Vũ muội muội, bằng không ta có thể bất cứ lúc nào cướp nàng khỏi ngươi. Huynh đài à, hình mau cướp đi à. Tiêu Phàm trong lòng không chút do dự nói, bất quá mặt ngoài lại cười cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ hết mực chăm sóc nàng. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người trên người như ẩn như hiện khí thế tranh phong, tiểu ma nữ vội vàng nói, Tiêu Phàm ca ca, chúng ta đi thôi. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, nàng trực tiếp kéo cánh tay Tiêu Phàm chạy ra ngoài. Thì Vũ, ta sẽ không từ bỏ. Nhìn bóng lưng Tiêu Phàm và tiểu ma nữ biến mất. Lăng Phong âm thầm cắn răng. Tiểu ma nữ kéo Tiêu Phàm xuyên qua dòng người, tiểu kim theo thật sát phía sau hai người. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng lại, tránh tay tiểu ma nữ ra,
trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì à, Tiêu Phàm ca ca. Tiểu ma nữ ỏn ẻn nói, Tiêu Phàm run run, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, lỗ chân lông tất cả đều thắt chặt một cái. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, không đủ cho ngươi làm khiên chắn, ngươi chính là nên tìm người khác đi, Tiểu Kim, về khách sạn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, xoay người ngồi trên lưng Tiểu Kim, rất nhanh biến mất ở cuối con đường. Tiểu ma nữ tức giận đến dậm chân, cà sát răng mèo nói, đồ lưu manh đáng chết, để ngươi làm một cái tấm mộc thì sao, cũng không làm ngươi mất miếng thịt nào. Nàng không biết, lấy nhãn lực Tiêu Phàm đã sớm nhìn ra cỗ ngạo khí hiên ngang bất phàm kia, ngạo khí dạng này không phải là người thường có thể có được. Tiêu Phàm thà rằng đắc tội hoàng gia cũng không nguyện ý đi đắc tội Lăng Phong, nếu như Lăng Phong cùng Lăng Vân Thương hội có quan hệ thì đến hắn cũng chẳng biết mình làm sao mà chết, dù sao thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa có tư cách đối đầu với con quái vật Lăng Phong Thương hội này. May là Tiêu Phàm cũng cảm thấy Lăng Phong là một người không tệ, đối phương hẳn không phải là hạng người âm hiểm. Trước tiên dựa theo đan phương cổ tạo ra mỹ dung dịch thử xem, nếu thật sự thành công thì sau này không cần phải lo về hồn thạch nữa. Hắn vừa đi vừa nghĩ, còn sự tình vừa rồi hắn đã sớm ném lên 9 tầng mây. Nháy mắt đã qua 6 ngày, trong mấy ngày nay Tiêu Phàm đều đắm chìm trong quá trình nghiên cứu và chế tạo mỹ dung dịch, thế nhưng độ khó khi chế tạo mỹ dung dịch lại hơn xa hắn tưởng tượng, 10 gốc tinh linh thảo hiện nay chỉ còn lại một gốc. Nếu như lần này còn không thành công, vậy đành phải từ bỏ a. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Sau đó hắn tiếp tục bận rộn, đem linh thảo luyện thành chất lỏng, khống chế tốt hỏa hầu, bên trong gian phòng đầy mùi khó chịu, sau mấy lần thất bại trước thì lần này hắn lại thuận lợi hơn. Chỉ là quá trình thành dịch cuối cùng, làm thế nào để khống chế tỷ lệ tinh linh thảo mới chính là vấn đề, trên cổ phương kia chỉ ghi là tinh linh thảo, lại không hề ghi rõ phân lượng rõ ràng. Nhìn đám chất lỏng chỉ còn lại cỡ một bàn tay trong nồi đen phía trước, Tiêu Phàm ngưng thần nhìn cây tinh linh thảo cuối cùng, dù sao cũng chỉ còn một gốc, chơi khô máu luôn. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp đem gốc tinh linh thảo ném vào trong nồi sắt, nếu để cho luyện dược sư khác nhìn thấy Tiêu Phàm dùng nồi sắt để luyện dược thì không biết chừng sẽ cười đến rụng răng a. Đồ lưu manh, nhanh lên, hôm nay là thời gian hai đại học viện chiêu sinh. Lúc này, thanh âm tiểu ma nữ từ ngoài cửa truyền đến. Thời gian qua thật nhanh, Tiêu Phàm không để ý, tâm thần toàn bộ đắm chìm vào trong việc luyện dược, một lần dung luyện mỹ dung dịch cuối cùng, nếu lại không thành công thì 2000 hồn thạch coi như đổ sông đổ biển. Nam nhân độ lượng một chút a, về sau ta sẽ không tiếp tục lôi ngươi ra làm tấm chắn đâu. Tiểu ma nữ thấy Tiêu Phàm không để ý thì ngữ khí lập tức mềm xuống. Mấy ngày nay Tiêu Phàm không hề bước ra khỏi phòng, nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm thực nổi giận rồi. Mặc cho nàng nói thế nào thì Tiêu Phàm cũng không có đáp lại, không phải hắn không muốn trả lời mà là hắn bị huống bên trong nồi sắt đen kia hấp dẫn. Vào thời khắc tinh linh thảo rơi vào chất lỏng trong nồi, nguyên bản chất lỏng đen thui đột nhiên tản mát ra một điểm tinh quang, giống như sao trời trong đêm đen, vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, một cỗ hương thơm phả vào mặt. Vừa ngửi vào mũi liền lập tức khiến người ta cảm thấy tươi mát, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, tinh quang kia đã biến mất, dược dịch cũng biến thành chất lỏng màu trắng trong suốt. Thất bại, Tiêu Phàm cau mày, chất lỏng màu trắng trong suốt này vẫn giống y hệt lúc trước không có khác biệt gì, nhưng dị tượng vừa rồi vẫn làm cho lòng hắn không yên. Không đúng, dược dịch lần này không giống lần trước. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên. Hắn phát hiện bên trong dược dịch có không ít điểm sáng màu trắng đang lập lòe, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Đúng lúc này, U Linh chiến hồn trong đan điền Tiêu Phàm tỏa ra từng đạo quang mang yếu ớt, Tiêu Phàm rất rõ ràng, U Linh chiến hồn rất ít khi dị động a. Tiêu Phàm không chút do dự triệu hồi U Linh chiến hồn, sau một khắc, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn hóa thành một cỗ hồn lực rót vào bên trong dược dịch. Ong, ong, dược dịch tản ra vô tận hồng mang. Quang vũ đầy trời tỏa ra đem cả phòng đều chiếu chiếu sáng. Tiêu Phàm, người chính là tên nam. Đột nhiên, tiểu ma nữ đá cánh cửa phòng cái rầm, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng lời còn chưa dứt lời liền bị mùi thuốc trong phòng xộc lên mũi làm nàng ho khù khụ. Sau một khắc, ánh mắt nàng hoàn toàn ngưng kết tại bên trong nồi sắt trước mặt Tiêu Phàm, nơi đó giống như tinh hải óng ánh khắp nơi, vô số ánh sao lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.
Tiêu Phàm liền thi triển hồn lực phân đám chất lỏng kia ra làm ba phần đựng vào ba cái bình ngọc, động tác giống như nước chảy mây trôi, không đợi tiểu ma nữ phản ứng trong phòng liền đã khôi phục như thường, chỉ còn tràn ngập một mùi thuốc gay mũi. Đồ lưu manh, thứ vừa rồi là gì? Ánh mắt tiểu ma nữ sáng quắc nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Tiêu Phàm. Mỹ dung dịch. Tiêu Phàm cười cười, trong lòng trầm ngâm, ta rốt cuộc biết bản thân sai ở chỗ nào rồi. Những dược tài này tạp chất quá nhiều, dùng lửa bình thường không thể nào loại bỏ được hết tạp chất. Hơn nữa nồi sắt này cũng không thể bảo trì nhiệt độ ổn định được, nếu đổi lại luyện dược đỉnh thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng may U Linh Chiến Hồn có thể tăng lên độ tinh khiết cho linh thảo và linh khí cho nên lần này mới có thể thành công, người khác có muốn phục chế cũng sẽ rất khó khăn a. Tiêu Phàm kích động trong lòng, U Linh Chiến Hồn lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Mỹ dung dịch là cái gì? Tiểu ma nữ kinh ngạc, nàng khi nãy nhìn thấy dị tượng như thế liền biết chắc thứ này khẳng định bất phàm. Mỹ dung dịch, dĩ nhiên chính là dùng để mỹ dung. Tiêu Phàm giải thích nói, lại đem tác dụng mỹ dung dịch nói một lần. Tiểu ma nữ nghe được ánh mắt tỏa sáng, bộ dáng thận trọng hiếm khi thấy được, nói Tiêu Phàm, thứ này có thể bán cho ta một bình hay không, ta trả một vạn trung phẩm hồn thạch a. Nhưng vừa chưa dứt lời Tiêu Phàm đã ném cho nàng một cái bình ngọc, tiểu ma nữ kinh ngạc nhận lấy bình ngọc, nàng ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm. Nàng biết rõ mỹ dung dịch này bất phàm, giá trị gần như không thể đánh giá, lại không ngờ hắn lại không hề suy nghĩ cho mình một bình. Đi thôi, Chiến Vương Học Viện và Thần Phong Học Viện đang chiêu sinh, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ. Tiêu Phàm cười cười, lời nói nhẹ nhàng như không mấy quan tâm. Cùng Tiểu Kim chào hỏi rồi quay người đi về phía cửa. Đại môn của Chiến Vương Học Viện đang tụ tập rất nhiều người, hôm nay là thời gian hai đại học viện chiêu sinh, rất nhiều tu sĩ nghe danh mà đến, tất cả chỉ vì muốn gia nhập Chiến Vương Học Viện. Mặc dù nói Chiến Vương Học Viện cùng Thần Phong Học Viện hai đại học viện chiêu sinh, nhưng mọi người chỉ quan tâm đến Chiến Vương Học Viện, còn Thần Phong Học Viện đã sớm bị mọi người xem nhẹ. 100 năm trở lại đây. Thần Phong Học Viện chiêu sinh không quá 100 người, có thể nói là tàn lụi vô cùng, thậm chí ngay cả chiêu sinh cũng phải đến Chiến Vương Học Viện để tiến hành. Nhất là 20-30 năm nay, Thần Phong Học Viện lại không hề tuyển được một tên học viên nào. Từng chiếc xe ngựa xa hoa ra vào gần như chiếm hết cả một quảng trường rộng lớn của Chiến Vương Học Viện, phần lớn đều là các quý tộc của Đại Yên Vương Triều, đối với bọn hắn mà nói hôm nay chính là một cái cơ hội để khoe khoang. Tiêu Phàm, tiểu ma nữ cùng tiểu kim ba người hiện tại cũng đã đến nơi này. Đồ lưu manh, người vẫn muốn gia nhập Chiến Vương Học Viện. Tiểu ma nữ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn biết suy nghĩ trong đầu của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết Chiến Vương Học Viện có muốn thu ta hay không. Tiểu tử này vẫn còn biết lượng sức, chỉ bằng một tên dã tiểu tử cũng muốn gia nhập Chiến Vương Học Viện, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Chiến Vương Học Viện, chỉ có quý tộc chúng ta mới có tư cách gia nhập, đám dân nghèo kia trừ phi có được ngũ phẩm chiến hồn. Cứ để bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày đi a, nhưng mà Thần Phong Học Viện thì ngược lại bọn chúng có khả năng gia nhập, ha ha ha. Mấy đạo thân ảnh từ bên cạnh Tiêu Phàm đi qua nghị luận không kiêng nể gì, trong lời nói đều là vẻ cười nhạo. Tiêu Phàm, đừng chấp nhặt cùng bọn hắn, đám quý tộc gì đó trong mắt một số người cũng không đáng một đồng. Tiểu ma nữ cũng không thèm để ý mấy lời châm chọc kia. Thi Vũ, ta còn tưởng ngươi không đến, ta đợi ngươi đã rất lâu à. Một âm thanh quen thuộc cách đó không xa vang lên, chỉ thấy Lăng Phong trong mắt chỉ có tiểu ma nữ đang cười hì hì đi tới. Lăng Phong ca ca, ngươi đợi ta làm gì? Tiểu ma nữ nhíu mày nói. Gia nhập Thần Phong Học Viện à. Lăng Phong cười cười, không che giấu nói ra. Ngươi cũng gia nhập Thần Phong Học Viện. Tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác đầu muốn to ra. Tiêu Phàm bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là quấn quýt không rời trong truyền thuyết đây sao? Cái thứ như các người ta đoán ngay cả Thần Phong Học Viện cũng không thèm thu đâu nha. Một tiếng cười lạnh vang lên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn thấy Hoàng Thiên Bá đang ôm Lý Như nghênh ngang đi tới, trong mắt đều là khinh thường. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, đúng là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Hoàng Thiên Bá, xem ra hắn là nhắm vào mình mà đến. Ba, nhưng không đợi hắn mở miệng,
Lăng Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, thân hình Hoàng Thiên Bá bay ngược về sau. Đám người xung quanh thấy cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn trường kinh ngạc nhìn Lăng Phong, đây là Yến Thành Tam Đại Ác Thiếu A, hắn lại dám một tát đánh bay. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn Lăng Phong, Hoàng Thiên Bá đã được coi là bá đạo nhưng Lăng Phong lại càng thêm bá đạo, cường thế, căn bản không cùng một cái cấp độ. Tại Yến Thành, người dám một tát đánh bay Hoàng Thiên Bá tuyệt đối chỉ tính được trên đầu ngón tay, cũng chính là nói chỉ những đệ tử cao cấp nhất của các đại gia tộc khác trong lúc xảy ra tranh chấp mới phát sinh. Dám quang minh chính đại đánh Hoàng Thiên Bá như thế gần như không tồn tại, phải biết, đây cũng không phải đánh vào Hoàng Thiên Bá mà chính là đánh vào mặt của Hoàng gia. Hơn nữa, tốc độ của Lăng Phong vừa rồi làm cho Tiêu Phàm một trận kinh hãi, tốc độ đáng sợ thế này không phải chỉ một tên chiến sư cảnh có thể đạt được. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Hoàng Thiên Bá giãy giụa đứng dậy, thân thể lung la lung lay, trên mặt hắn xuất hiện một dấu tay trong chói mắt vô cùng. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh qua như thế, hơn nữa còn bị đánh trước mặt bao nhiêu người thế này quả thật làm hắn còn khó chịu hơn là chết. Phốc, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, Lăng Phong trực tiếp một cước đá vào bụng của Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Bá lục phủ ngũ tạng chấn động, trong miệng phun máu. Đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, tất cả đều kinh hãi nhìn Lăng Phong, tiểu tử này quá bá đạo đi, một lời không hợp liền xuất thủ với Hoàng Thiên Bá không chút lưu tình. Nói thêm câu nữa, chết. Lăng Phong băng lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Bá đang run rẩy nằm trên mặt đất. Hoàng Thiên Bá coi như con tôm nằm dưới đất, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn Lăng Phong, bất quá, hiện tại hắn thật sự côn dám nói một chữ. Từ trong mắt Lăng Phong, hắn có thể nhìn tên gia hỏa này thực sự muốn giết mình, nếu mình đã chết thì coi như có diệt cửu tộc hắn cũng không thể vãn hồi. Nhị thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lý Như đi đến bên cạnh Hoàng Thiên Bá, lo lắng nói. Cút ngay, Hoàng Thiên Bá giơ tay lên, giờ phút này hắn đang lửa giận công tâm, tự nhiên muốn tìm ai đó chút giận. Chuyện gì xảy ra, đúng lúc này một đạo thanh âm vang lên, mấy cỗ khí tức cường đại ập tới, đám người không khỏi nhường ra một con đường. Dẫn đầu là một tên nam tử mặc kim bào, song mi sắc bén như là hai thanh trường đao sắc bén, mắt như sao trời thâm thúy vô cùng, mũi cao cao. Khuôn mặt kiên nghị anh Tuấn làm cho người ta cảm giác một loại tư thế hiên ngang. Bất quá, con người Tiêu Phàm lại rơi vào nữ tử đi bên cạnh hắn, sâu trong đáy mắt lóe lên sát ý nồng động, người kia trừ Tiêu U thì còn có thể là ai? Hoàng Thiên Thần, đám người có người kinh hô nhận ra kim bào nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Người trẻ tuổi này thảm rồi, Hoàng Thiên Thần là cao thủ trước 20 trên viện bảng, nghe nói hắn đã bước vào chiến tôn cảnh. Trong cùng giai rất ít người là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Hoàng Thiên Bá, đây không phải là đang đánh vào mặt Hoàng gia sao? Tại Yến Thành cho tới bây giờ đều chỉ là tam đại ác thiếu khi dễ người, lại không người nào dám khi dễ tam đại ác thiếu. Có người từng nói, thà rằng đắc tội cao thủ viện bảng cũng không nên đắc tội tam đại ác thiếu, nhưng hiện tại nam tử trước mắt này lại đắc tội cả hai a. Rất nhiều người khi nhìn thấy Hoàng Thiên Thần liền lui lại mấy bước, cùng bọn Lăng Phong phân rõ giới hạn. Đại ca, thay ta giết hắn. Hoàng Thiên Bá nhìn thấy Hoàng Thiên Thần đến lập tức kích động không thôi, hắn liền hung dữ nhìn Lăng Phong. Cút sang một bên. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng quát, một cước đá vào ngực Hoàng Thiên Bá bay ngược ra sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đám người cũng kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết hẳn là Hoàng Thiên Thần thay Hoàng Thiên Bá lấy lại công đạo mới đúng a, làm sao Hoàng Thiên Thần một cước đem đệ đệ đá bay, hình như có gì đó sai sai a. Nhưng vẫn có một ít người minh bạch chuyện gì xảy ra liền kinh ngạc nhìn Lăng Phong, bên trong thế hệ trẻ tuổi của Đại Yên Vương Triều có thể làm cho Hoàng Thiên Thần kiêng kỵ gần như không tồn tại, trừ phi gia tộc và thế lực phía sau đối phương xa xa không phải Hoàng gia có thể so sánh. Ánh mắt Tiêu Phàm cũng rơi vào trên người Lăng Phong. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến địa vị Lăng Phong lại lớn như vậy, Hoàng gia ngoại trừ vương tộc gia thì chính là một trong tứ đại gia tộc tại Yến Thành. Hoàng Thiên Thần trong nháy mắt nhìn thấy Lăng Phong vậy mà liền chịu thua, chắc chắn địa vị của tên Lăng Phong này có chút dọa người. Lăng huynh, ngu đệ rất có chỗ mạo phạm, xin hãy lượng thứ. Hoàng Thiên Thần đột nhiên hai tay ôm quyền hướng về phía Lăng Phong thi lễ nói. Đúng là thứ ngu xuẩn.
hôm nay ta cũng không muốn làm quá. Lăng Phong giống như đang nói một chuyện không hề liên quan tới mình, hắn nhìn về phía Hoàng Thiên Bá nói, bản thân tự tát 10 cái rồi cút đi. Hoàng Thiên Bá lau máu tươi ở khóe miệng, thần sắc lạnh lùng nhìn Lăng Phong, nếu như hôm nay thực sự tự tát 10 cái thì sau này cũng không cần lăn lộn ở Yến Thành nữa. Mất mặt không chỉ là Hoàng Thiên Bá mà là toàn bộ Hoàng gia. Đám người trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong chớp chớp, Hoàng Thiên Thần đã chủ động nhận sai, hắn vậy mà chẳng những không thèm nể mặt mũi, còn muốn vũ nhục Hoàng Thiên Bá. Cái gì gọi là bá đạo? Lăng Phong chính là minh chứng tốt nhất. Lăng huynh, người đây là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hoàng Thiên Thần cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng. Lạnh giọng nói, nếu như không phải ngươi có gia tộc hậu thuẫn thì bản thiếu gia đã một cái tát đánh chết ngươi. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước thì như thế nào, có một số người nhất định phải trả giá cho những lời nói của hắn, đã ngươi không nỡ đánh, vậy ta tới giúp ngươi. Lăng Phong được lý không tha người, cũng khó trách hắn tức giận như thế, hắn ở bên ngoài còn chưa ai dám trêu chọc hắn, Hoàng Thiên Bá là tên đầu tiên. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Hoàng Thiên Thần. Lăng Phong từng bước một hướng về Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt như muốn chảy máu. Tiêu Phàm, tên phản đồ gia tộc ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Đột nhiên, Tiêu U ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu U lại làm khó dễ vào lúc này, hắn tự nhiên minh bạch, Tiêu U coi là mình và Lăng Phong là một nhóm, cố ý làm khó bản thân, ý muốn vây ngụy cứu Triệu. Ta ở chỗ này, liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm lơ đễnh, mình cũng không phải quả hồng mềm, nhìn mình trông rất dễ bị bắt nạt sao? Ta là Tiêu gia gia chủ, làm sao không liên quan đến ta? Tiêu U cười lạnh nói, cố ý đem thanh âm đề cao mấy phần để cho Lăng Phong dừng tay. Thế nhưng Lăng Phong chỉ nhìn lướt qua Tiêu Phàm liền không tiếp tục để ý, một bàn tay hung hăng tát vào trên mặt Hoàng Thiên Bá. Ngươi không phải nói ta là phản đồ gia tộc sao? Vậy ta tự nhiên đã thoát ly khỏi gia tộc, không có bất kỳ liên quan gì với Tiêu gia, hơn nữa, ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, ta khuyên ngươi một câu, đừng có chơi với lửa cẩn thận có một ngày bị chết cháy. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi thỉnh thoảng liếc Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần lúc này đang tàn đầy lửa giận, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Tiêu Phàm liền triệt để bộc phát, tiểu tử, nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Nghe được Hoàng Thiên Thần nói. Ánh mắt đám người nhao nhao nhìn Tiêu Phàm, trong mắt rất nhiều người đều là vẻ châm chọc. Lúc này còn dám uy hiếp nữ nhân Hoàng Thiên Thần, đây không phải là muốn chết sao? Tư cách, ta không cho rằng nói chuyện thì cần bất cứ tư cách gì, nếu ta và ngươi cùng giai thì ta giết ngươi cũng dễ như giết chó. Sát ý trong lòng Tiêu Phàm cũng triệt để bạo phát ra. Bởi vì Hoàng gia, hắn cùng với Tiêu Hạo Thiên bị buộc rời khỏi gia tộc. Bởi vì Hoàng gia, hiện tại Tiêu gia nhà không ra nhà. Bởi vì Hoàng gia, Tiêu U mới dám trả thù Tiêu gia, bằng không Tiêu U tại trước mặt Tiêu gia ngay cả cái rắm đều không phải. Thật là một tên gia hỏa cuồng vọng, hắn biết mình đang nói chuyện với ai không? Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ai cũng có thể cưỡi lên trên đầu Hoàng Thiên Thần sao? Ha ha, Hoàng Thiên Thần bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười đều là cuồng ngạo và trào phúng. Sau đó hắn nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận? Giết ngươi, ta căn bản không cần phải động thủ. Ta biết, ngươi muốn nói cho ta biết, phía sau ngươi là toàn bộ Hoàng gia, đáng tiếc, trừ thực lực Hoàng gia đi thì ngươi cũng chẳng là cái gì. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, lộ ra phong khinh vân đạm. Hắn chỉ là chiến sư hậu kỳ, Hoàng Thiên Thần chính là chiến tôn cảnh. Hơn nữa còn là cao thủ xếp hạng trước 20 viện bảng của Chiến Thiên Học Viện, nếu như Hoàng Thiên Thần lấy cảnh giới đè người thì hắn căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Thiên Thần. Hai người kém một cái đại cảnh giới, 3-4 tiểu cảnh giới, cái lạch này không dễ dàng vượt qua được. Chúc mừng ngươi, phép khích tướng của ngươi đã có hiệu quả, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Hoàng Thiên Thần nhe răng cười, từng bước một đi về hướng Tiêu Phàm. Hắn đã hoàn toàn quên Lăng Phong đang tát Hoàng Thiên Bá phía sau. Tại hắn nghĩ đến, nếu ngươi đã làm Hoàng gia ta mất mặt như thế vậy ta liền đánh bản hữu của ngươi, nhưng Hoàng Thiên Thần lại không biết Tiêu Phàm và Lăng Phong lại không có bất kỳ quan hệ nào. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, chiến hồn đại lục võ đạo vi tôn,
đám người tự xưng là thiên tài đều thích trang bức hay sao? Chậm rãi nhấc chân lên, Tiêu Phàm cũng hướng về Hoàng Thiên Thần đi đến, một màn này để thần sắc đám người đọng lại, tên gia hỏa này điên rồi sao, nhìn qua chỉ mới 15-16 tuổi lại dám cùng Hoàng Thiên Thần đối chiến. Nếu như Hoàng Thiên Thần trẻ lại 2-3 năm thì hai người còn có khả năng chiến một trận, nhưng hiện tại thì Tiêu Phàm hoàn toàn không thể nào chiến thắng được Hoàng Thiên Thần. Cho dù Hoàng Thiên Thần đem tu vi áp chế ở cảnh giới chiến sư thì tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu cũng đã có thể hoàn toàn nghiền ép Tiêu Phàm. Ở tuổi này mà muốn đối kháng với Tần Thiên Thần, trừ phi là thiên chi kiêu tử của các đại gia tộc khác ở Đại Yên Vương Triều mới có thể làm được, mà bọn hắn dĩ nhiên không nghĩ Tiêu Phàm là thiên tài loại này. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá trong mắt của ta đây chỉ là vô tri. Hoàng Thiên Thần thấy Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, lập tức cười lạnh, giống như đang đứng trên cao nhìn xuống Tiêu Phàm. Nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng một tiếng, chân đạp mê tung bộ xông tới, một quyền bạo phát xuất ra, quyền cương cuồng bá giống như xé rách hư không truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Không biết tự lượng sức mình, cho dù cùng giai, ta cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Hoàng Thiên Thần cười lạnh, đồng dạng một quyền đấm lên. Oanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo tản ra bốn phía, gần như đồng thời, Tiếu Dung trên mặt Hoàng Thiên Thần cứng đờ, lực đạo của Tiêu Phàm vượt qua hắn dự liệu, thực lực này thực chỉ là chiến sư hậu kỳ sao? Hoàng Thiên Thần chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận đau nhức, ngũ tạng lục phủ bị chấn động không thôi, một ngụm nhiệt huyết vò tới yết hầu nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống dưới. Hoàng Thiên Thần thụ thương. Trong đám người, một vài tu sĩ có ánh mắt sắc bén hô lên, trong lòng bọn hắn bỗng nhiên rung động, hắn bất quá chỉ mới 16 tuổi a, chiến tôn cảnh Hoàng Thiên Thần lại bị hắn một quyền đánh thụ thương. Hô chỉ một thoáng, toàn thân Hoàng Thiên Thần bộc phát ra một cỗ khí thế trùng thiên, hồn lực cuồn cuộn quét sạch tứ phương, thực lực chiến tôn cảnh hoàn toàn hiển lộ. Vậy mà nói không giữ lời, hoàng gia đều là dạng mặt hàng này sao? Tiểu ma nữ cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Tiêu U đột nhiên mở miệng, một kiếm hướng về tiểu ma nữ chém tới. Nếu Thi Vũ mất một sợi lông, ta diệt cửu tộc ngươi. Lăng Phong lạnh lùng trừng mắt Tiêu U, vẻn vẹn chỉ một câu liền dọa Tiêu U đứng tại chỗ không dám làm gì. Khí thế kia quá kinh khủng, tuyệt đối là chiến tôn cảnh không thể nghi ngờ, thậm chí càng cường đại hơn cả Hoàng Thiên Thần. U Nhi, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Phong, nếu Lăng Phong không nói tới Tiêu Phàm, vậy hắn liền có thể không kiêng nể gì cả. Chiến tôn cảnh sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn trong lòng ngưng trọng, chiến sư hậu kỳ đối chiến tôn cảnh, về cảnh giới hắn cũng không thể nào trong thời gian ngắn đột phá đến chiến tôn. Vì thế ưu thế của hắn chỉ còn chiến kỹ cùng hồn lực, mà chiến lực của một người ngoại trừ chiến hồn thì còn lại chính là hồn lực. Cho dù là tu sĩ cùng giai nhưng hồn lực lại có thể chênh lệch gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Hoàng Thiên Thần danh xưng thiên tài, hồn lực tự nhiên cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, bất quá Tiêu Phàm vẫn có tự tin, hồn lực do U Linh chiến hồn rèn luyện tuyệt đối không phải chiến hồn khác có thể so sánh. Đổi lại một tên chiến sư cảnh bình thường thì một viên hồn tinh tứ giai đã đủ cho bọn hắn đột phá, nhưng Tiêu Phàm lại không được. Muốn tiếp tục đột phá hắn nhất định phải luyện hóa hồn tinh ngũ giai cùng số lượng lớn hồn tinh tứ giai. Oanh, một tiếng nổ vang, thân thể Tiêu Phàm bay ngược ra sau, nắm đấm rung động, máu trong cơ thể một trận sôi trào, mượn cỗ lực lượng kia cấp tốc lui lại. Muốn chạy, Hoàng Thiên Thần cười lạnh, giờ phút này hắn chỉ muốn diệt Tiêu Phàm nên cũng không cố kỵ mặt mũi gì nữa. Hắn biết rõ. Khi hắn đem tu vi áp chế ở chiến sư hậu kỳ thì căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, đợi một thời gian nếu để cho hắn trưởng thành thì sẽ như thế nào? Chạy, Tiêu Phàm cười lạnh, bản thân hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ chạy, nếu như ngay cả dũng khí để đối mặt với Hoàng Thiên Thần cũng không có thì sau này hắn làm sao đối mặt với những đối thủ càng mạnh hơn? Trốn tránh không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, thế giới này người ăn thịt người, mạnh được yếu thua. Chỉ có làm bản thân ngày càng mạnh hơn mới có thể sinh tồn, đây chính là pháp tắc sinh tồn của chiến hồn đại lục. Vô tận chi kiếm, một tiếng quát nhàn nhạt, thân hình Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, một cỗ kiếm khí cuồng bạo sắc bén từ trên trời giáng xuống, quang mang sáng chói làm lóa mắt tất cả mọi người. Hoàng Thiên Thần biến sắc, vội vàng dùng một kiếm ngăn cản, chen một tiếng,
kiếm mang bá đạo mà lăng lệ va vào một chỗ, Hoàng Thiên Thần phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược ra xa mười mấy mét. Hoàng Thiên Thần bại, bị một kiếm đánh bay, kiếm thật nhanh, có vẻ như chỉ là nhị phẩm chiến kỹ. Không đúng, hẳn là tam phẩm, bất quá ta còn nhìn thấy bóng dáng của Phi Hồng Thất Kiếm, còn có Thanh Phong Kiếm Quyết. Đám người nuốt nước miếng, có thể đem tam phẩm chiến kỹ phát huy uy lực đến như thế, toàn bộ Chiến Vương Học Viện cũng gần như không tồn tại. Một kiếm này, rất nhiều tu sĩ chiến sư căn bản còn không thấy rõ ràng, kiếm này chỉ có duy nhất một chữ nhanh, cực kỳ nhanh. Chỉ có người tự mình lĩnh ngộ chiến kỹ đến cực hạn mới đánh ra được một kiếm này, tùy tâm mà động, rất hiển nhiên Tiêu Phàm đã đem mấy loại chiến kỹ kiếm pháp tu luyện tới cực hạn mới có thể đạt đến cấp độ như thế, một kiếm đẩy lui Hoàng Thiên Thần. Bọn họ đã bắt đầu đánh giá lại Tiêu Phàm, thiếu niên người mặc hắc sắc quần áo, mặc dù không được lộng lẫy, lại sạch sẽ chỉnh tề. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, lưng mang hành trang, dáng người cân xứng, bình thường nhưng lại không tầm thường. Điều làm cho mọi người kính sợ chính là ánh mắt kia, ánh mắt thanh tịnh sạch sẽ làm cho người khác cảm thấy nó thật thâm thúy điềm tĩnh như nước, trong đôi mắt kia mang theo từng tia thâm trầm không hề phù hợp với tuổi của hắn. Mọi người biết rõ, Tiêu Phàm lần này nhất chiến thành danh, một người này chẳng mấy chốc sẽ quật khởi tại Yến Thành. Hoàng Thiên Thần liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi, hai mắt đỏ bừng, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại thua trong tay một tên chiến sư cảnh hậu kỳ. Điều này đối với hắn chính là sỉ nhục trần trụi, từ nay về sau không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Lăng Phong hít sâu nhìn Tiêu Phàm, trong lòng trầm ngâm nói, trước khích tướng để Hoàng Thiên Thần lấy cảnh giới cùng giai xuất thủ, một quyền chấn thương Hoàng Thiên Thần, bức Hoàng Thiên Thần xuất toàn lực, lại trong nháy mắt bộc phát lực lượng chấn thương Hoàng Thiên Thần. Chấn nhiếp tất cả mọi người, đoán chừng bản thân hắn cũng không dễ chịu a. Ở đây, cơ hồ chỉ có Lăng Phong mới có thể nhìn thấy rõ tất cả, đúng như lời hắn nói, bên trong cơ thể Tiêu Phàm cũng đang chấn động không thôi, một kiếm vừa rồi tiêu hao hơn phân nửa hồn lực của hắn, nếu như còn tiếp tục đánh, hắn chắc chắn sẽ thua không chút nghi ngờ. Bất quá hắn cũng biết, Hoàng Thiên Thần lần trước đã ném đi mặt mũi để đánh với hắn. Nếu như hắn còn muốn xuất thủ thì chỉ càng để người khác càng thêm xem thường hắn. Ngươi không phải nói cùng cảnh giới đánh với ta một trận sao? Bại liền tiếp thu không được a? Bỏ qua cái áo hoàng gia thì ngươi tính là cái thứ gì? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Thần, quay người liền rời đi. Về phần Tiêu U, Tiêu Phàm cũng không thèm liếc một cái làm sắc mặt Tiêu U khó coi tới cực điểm, nàng làm sao ngờ được. Lúc này mới không đến một tháng mà Tiêu Phàm đã cường đại như vậy. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại dâng lên một loại sợ hãi, ngày đó không giết chết Tiêu Phàm làm nàng hối hận đến cực điểm. Tiểu ma nữ cùng Tiểu Kim không chút do dự cùng đi theo, Lăng Phong liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Thần, lắc đầu, một bộ dáng xem thường. Đám người chậm rãi tán đi, Hoàng Thiên Bá mặt mũi bầm dập đi tới hung dữ nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Phong, nói, Lăng Phong. Mặc kệ lai lịch ngươi thế nào, tại Yến Thành, ta có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Không sai, phu quân, nhất định phải giết Tiêu Phàm. Tiêu U cũng vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm, Hoàng Thiên Thần híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói, Lăng Phong, các ngươi đều phải chết. Coi như giết ngươi thì người Lăng gia cũng sẽ không tra đến trên đầu ta. Các ngươi đi trước khảo thí chiến hồn cùng hồn lực đi. Hoàng Thiên Thần trầm giọng nói, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Trước cửa Chiến Vương Học Viện vô cùng đông đúc, xếp thành 10 hàng dài, tất cả đều là vì Chiến Vương Học Viện mà đến, nhưng để tiến vào Chiến Vương Học Viện lại thập phần gian nan. Quý tộc Đại Yên Vương Triều nhất định phải thức tỉnh tứ phẩm chiến hồn, mà đối với người bình thường lại phải thức tỉnh ngũ phẩm chiến hồn trở lên, hơn nữa, hồn lực nhất định ít nhất gấp 2 lần tu sĩ cùng giai. Tiêu Phàm cũng đã xếp vào một hàng dài, tiểu ma nữ do dự một cái cuối cùng vẫn đứng sau lưng Tiêu Phàm. Lăng Phong cười hì hì đi đến bên cạnh tiểu ma nữ, nói thì vũ, thế này quá chậm, muốn hay không ta thay ngươi? Không cần. Lăng Phong lời còn chưa dứt, tiểu ma nữ đã trực tiếp cự tuyệt. Ta liền biết thì vũ chắc là sẽ không chen ngang. Lăng Phong một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, làm cho Tiêu Phàm phía trước không còn gì để nói. Tiểu ma nữ cùng Lăng Phong chính là chàng hữu tình, thiếp vô ý, hơn nữa Lăng Phong vẫn quấn mãi không bỏ, nhưng tiểu ma nữ căn bản không thèm nể mặt mũi, quỷ dị là Lăng Phong còn vui vẻ chịu đựng. Một lúc lâu sau,
phía trước Tiêu Phàm chỉ còn lại ba người, quan chủ khảo là một lão giả mặc áo đen, hẳn là lão sư trong Chiến Vương học viện, khí thế trên người hắn làm tu sĩ ở đây một trận khiếp đảm. Chiến tông cường giả. Tiêu Phàm ngưng trọng, hắn hiện tại chỉ là chiến sư hậu kỳ, khoảng cách đến chiến tông cảnh chính là một con đường khá xa. Thả chiến hồn của ngươi ra. Ông lão mặc áo đen thản nhiên nói, hắn sớm đã chết lặng, khẽ ngẩng đầu nhìn chiến hồn của Bạch Y thiếu niên phía trước, nói tứ phẩm chiến hồn, huyễn tâm thảo, không được hợp cách, kế tiếp. Giám khảo, phụ thân ta là tử tước. Bạch Y thiếu niên không cam lòng nói. Muốn bị ném ra ngoài sao? Kế tiếp. Ông lão mặc áo đen thập phần không kiên nhẫn nói. Bạch Y thiếu niên biến sắc, sau đó ủ rột rời đi. Tử tước đối với người bình thường mà nói đã cực kỳ bất phàm, nhưng ở Yến Thành lại không đáng kể, còn chưa đủ bước vào hàng ngũ quý tộc. Ngay sau đó, một thiếu nữ mặt quần xanh đi lên, thần sắc có chút khẩn trương. Huynh đệ, chiến hồn của ngươi là gì nha? Đúng lúc này, một tên thiếu niên mập mạp phía trước Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Thiếu niên nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, nhưng hình thể kia lại để cho người ta xấu hổ. Sau khi trọng sinh chiến hồn đại lục, hắn chính là lần đầu tiên gặp được người mập như thế. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cười khổ một tiếng. Ngươi không phải vẫn chưa thức tỉnh chiến hồn chứ? Thiếu niên mập mạp kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói, huynh đệ, đi ra khỏi nhà cẩn thận là chuyện tốt, bất quá dù sao cũng phải triệu hồi ra để kiểm tra a, nói trước với ta cũng không sao đâu. Ta thực không biết. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nếu ngươi không tin người có thể nhìn xem. Chẳng lẽ ngươi thực sự không biết? Thiếu niên mập mạp sờ lên cằm, bộ dáng suy nghĩ sâu xa, cuối cùng cũng đành phải từ bỏ, hắn biết rõ, Tiêu Phàm hẳn không có lừa hắn. Đúng rồi, ta tên Nam Cung Tiêu Tiêu, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi gọi ta là Nam Cung được rồi. Mập mạp thiếu niên bộ dáng nhiệt tình. Tiêu Phàm trong lòng một trận cổ quái. Tên gì lại giống tên con gái thế không biết, kêu Nam Cung cái gì, cứ gọi là bàn tử không phải tốt hơn sao? Đã thân thiết, lại còn đúng hình tượng. Theo lễ phép, Tiêu Phàm vẫn đưa tay phải ra, nói Tiêu Phàm. Tứ phẩm chiến hồn, hắc ưng, không được hợp cách, kế tiếp. Lúc này, thanh âm ông lão giám khảo mặc áo đen vẫn tiếp tục vang lên. Đến ta, Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng chạy đi lên. Một thân thịt mỡ không ngừng rung động, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười, tu sĩ bốn phía không khỏi chỉ trỏ. Phóng xuất chiến hồn. Ngữ khí của ông lão mặc áo đen vẫn lạnh lùng như cũ. Uống. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm lên giận dữ, đem giám khảo cùng tu sĩ xung quanh dọa kêu to một tiếng. Kêu la cái gì? Ông lão mặc áo đen nổi giận mắng, sau khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, cả người liền ngốc trệ, con người không ngừng rung động. Kim cương đại lực thần nghiêu, tu sĩ xung quanh có người kinh hô ra, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Sau một khắc, ánh mắt phần lớn người trên quảng trường đều bị hư ảnh đầu kim sắc cự nghiêu cao ba trượng hấp dẫn, một cỗ khí thế cường đại tỏa ra bốn phương tám hướng, rất nhiều tu sĩ cấp thấp run run đứng không vững. Cửu phẩm chiến hồn, con người Tiêu Phàm co rụt lại, trong lòng cực kỳ chấn kinh, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao lưu một hồi. Hắn hoàn toàn không nhìn ra tên bàn tử này lại là một siêu cấp thiên tài. Cửu phẩm chiến hồn, đừng nói Đại Yên Vương Triều, cho dù Hoàng Triều quản lý Đại Yên Vương Triều, thậm chí đế quốc, cũng chưa chắc xuất hiện a. Người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn nếu như trưởng thành chính là có thể trở thành chiến thánh, phóng nhãn toàn bộ chiến hồn đại lục cũng là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hô hô, từng đợt gió lớn thổi qua. Phía trên quảng trường trong nháy xuất hiện thêm mấy đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh làm mọi người căn bản không kịp phản ứng. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc cẩm y, nhìn qua cũng chừng 50 tuổi, mặt như đao tước, phong thần như ngọc, bên trong vô hình tản mát ra một cỗ uy nghiêm cường đại. Xin chào viện trưởng. Ông lão mặc áo đen nhìn thấy cẩm y nam tử liền vội vàng đứng dậy cung bái nói. Viện trưởng, đây là Khúc Huyền viện trưởng. Đám người kinh ngạc nhìn cẩm y nam tử. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, Khúc Huyền đảm nhiệm viện trưởng Chiến Vương học viện đã vài chục năm, vào lúc chiêu sinh chưa bao giờ xuất hiện. Bất quá khi ánh mắt bọn hắn rơi vào kim cương đại lực thần nghiêu cũng liền cảm thấy hợp tình, cửu phẩm chiến hồn không phải là hiếm thấy mà gần như không tồn tại a, Khúc Huyền xuất hiện cũng là sự tình bình thường.
Tiểu Hữu, Chiến Vương Học Viện hoan nghênh ngươi. Khúc Huyền nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói, trong lòng kích động dị thường. Khúc Huyền, ngươi không thể ép buộc người khác. Đột nhiên trong hư không lại vang lên một đạo thanh âm, đám người nhao nhao hướng về không trung nhìn, họ nhìn thấy hai đạo thân ảnh đạp không đi tới, quanh thân hai người đều có cường đại khí đang diễm gào thét. Chiến Vương, đám người trong lòng kinh hãi, có thể ngự không phi hành trừ những người nắm giữ chiến hồn loài chim, vậy cũng chỉ có Chiến Vương cường giả. Từ Chiến Tông cảnh đột phá đến Chiến Vương cảnh, hồn lực hóa lỏng, có thể ngự không mà đi, Chiến Vương cường giả cũng không phải Chiến Tông cường giả có thể so sánh. Mọi người biết rõ, đây là cường giả Thần Phong Học Viện, mặc dù bọn hắn rất ít chiêu sinh nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không chú ý đến nơi này, cửu phẩm chiến hồn vừa mới xuất hiện, bọn hắn là người thứ nhất đuổi tới. Quách Sĩ Thần, người này ta muốn rồi. Khúc Huyền ngữ khí thập phần kiên quyết. Căn bản không có ý thương lượng. Người mang cửu phẩm chiến hồn, tương lai có thể trở thành tuyệt thế cường giả cảnh giới chiến thánh A, một khi học viên của Chiến Vương Học Viện có thể trở thành chiến thánh thì đây chính là vinh dự cỡ nào A. Người có thể dạy cho hắn cái gì? Hai đạo thân ảnh kia rốt cục đáp xuống trên quảng trường, dẫn đầu là một tên nam tử gầy gò, nhìn qua chừng 50 tuổi, khuôn mặt hơi trắng, làn da ngăm đen, nhìn qua có chút già nua, chỉ có một đôi mắt cực kỳ thanh tịnh. Giống như có hai vệt thần quang nội uẩn trong đó. Đứng bên cạnh hắn là một lão giả gầy khô, lưng cong xuống dưới, hiển nhiên đã cao tuổi, một chân đã bước vào trong đất. Ta! Khúc Huyền nhất thời im lặng, bị đối phương một câu hỏi ngậm miệng không nói gì. Không có gì để dạy đúng không? Nam tử gầy gò Quách Sĩ Thần cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói, Tiểu Hữu, ta chính là viện trưởng của Thần Phong Học Viện Quách Sĩ Thần. Ngươi nếu gia nhập Thần Phong Học Viện, chỉ cần không làm ra sự tình gây bất lợi cho Thần Phong Học Viện, Thần Phong Học Viện vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu chớp mắt nhìn hai vị viện trưởng, trong lúc nhất thời không biết phải lựa chọn làm sao. Tiểu Hữu, ngươi cần phải hiểu rõ, Thần Phong Học Viện cực kỳ buồn chán, Chiến Vương Học Viện của ta thiên tài vô số, tỷ lệ nam nữ cũng rất cân đối, đây mới chân chính là nhạc viên của người trẻ tuổi các ngươi. Khúc Huyền vội vàng nói, ngữ khí có chút uyển chuyển. Bất quá người ở đây cơ hồ đều nghe ra, một mặt cổ quái nhìn Khúc Huyền, ngươi cứ nhất quyết nói thẳng ra là Chiến Vương Học Viện của ngươi mỹ nữ như mây là độc rồi, còn vòng vo như thế. Nghe thấy Khúc Huyền nói, ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu sáng lên, nhếch miệng cười, vậy về sau phải phiền viên trưởng giới thiệu cho ta một vài mỹ nữ rồi. Ha ha, tốt. Khúc Huyền cười không ngậm miệng được. Ý tứ Nam Cung Tiêu Tiêu rất rõ ràng, đây là đã đáp ứng gia nhập Chiến Vương Học Viện. Thần Phong Học Viện viện trưởng Quách Sĩ Thần sắc mặt tối đen, hận không thể đem Nam Cung Tiêu Tiêu một cái tát chết, tên gia hỏa quá thiếu ăn đòn, vẻn vẹn là vì cái này liền gia nhập Chiến Vương Học Viện. Tiêu Phàm sắc mặt giật giật, tên Nam Cung Tiêu Tiêu này thực sự là đặc biệt, so sánh cùng thiên tài khác liền thiếu một phần ngạo mạn lại nhiều một phần chân thực. Khảo thí kế tiếp. Khúc Huyền hăng hái. Nhìn về phía ông lão mặc áo đen nói ra. Rốt cục đến ta. Tiêu Phàm hít sâu bước lên phía trước. Ta tới trước. Tiểu ma nữ đột nhiên giữ chặt Tiêu Phàm, một bước đi đến phía trước, khuôn mặt xem thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Lúc nàng đi đến trước mặt giám khảo, bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng gào thét mà ra, từng đạo ngân sắc dây leo tải hư không loạn vũ, trong hư không truyền đến từng đợt âm bạo. Lần này quả thật náo nhiệt a. Chẳng những xuất hiện cửu phẩm chiến hồn, hơn nữa còn xuất hiện bát phẩm chiến hồn, hai người này tương lai thành tựu phi phàm A. Đây không phải là đang đả kích chúng ta à, ai, người so với người làm người ta tức chết A. Có bát phẩm chiến hồn là chuyện tốt, điều này nói rõ Đại Yên Vương triều ta có khả năng quật khởi A, nếu thiếu nữ này có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện, trong vòng mấy chục năm Thần Phong Học Viện tuyệt không có khả năng là đối thủ Chiến Vương Học Viện. Tu sĩ bốn phía kinh ngạc nhìn bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng, nghị luận ầm ĩ cả lên, người Chiến Vương Học Viện càng là rất hưng phấn. Bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng. Khúc Huyền ánh mắt sáng lên, nói tiểu cô nương, ngươi. Thần Phong Học Viện còn muốn người không? Tiểu ma nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Khúc Huyền, quay đầu nhìn về phía Quách Sĩ Thần nói. Thần Phong Học Viện hoan nghênh ngươi. Quách Sĩ Thần hơi hơi kinh ngạc.
hắn không nghĩ tới thiếu nữ nắm giữ bát phẩm chiến hồn vậy mà nguyện ý chủ động gia nhập Thần Phong học viện. Khúc Huyền sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng tự an ủi mình, bát phẩm chiến hồn tuy mạnh, nhưng xa xa không phải là cửu phẩm chiến hồn. Ông lão mặc áo đen nhìn về phía Khúc Huyền, gặp Khúc Huyền hơi hơi ra hiệu, lại kêu lên kế tiếp. Tiêu Phàm, nếu không để cho ta tới trước. Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Lăng Phong, hắn biết rõ, Lăng Phong muốn cho tiểu ma nữ hả giận đây, chẳng lẽ phẩm giai chiến hồn của hắn cũng rất cao sao? Tốt! Tiêu Phàm gật gật đầu, lùi sang một bên. Lăng Phong từng bước một tiến lên, hai tay chấn động, một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ phía sau hắn bay lên, tại hư không phát ra một tiếng quát chói tai, sau đó hóa thành một đầu hắc phượng dài 5 trượng. Cuồng bạo, hung mãnh, khí tức u sâm từ trên người hắc phượng tản ra, làm đám tu sĩ bốn phía hoảng sợ không thôi. Đây là chiến hồn gì? Làm sao lại bá đạo như vậy? Cảm giác so với kim cương đại lực thần như kia còn muốn hung mãnh hơn a. Chí ít cũng là bát phẩm chiến hồn, đây là cái thứ ba đi, lần này làm sao mà xuất hiện nhiều tên yêu nghiệt như vậy? Không phải chí ít, mà là tuyệt đối, hắc phượng này tuyệt đối là cửu phẩm chiến hồn. Đám người trong lòng rung động, kinh hãi nhìn hắc hỏa phượng trên hư không, trên người nổi cả da gà, cũng may hắc hỏa phượng mau chóng biến mất, làm cho đám người mới dần phục hồi lại. Liệt ngục yêu phượng, Quách Sĩ Thần cùng Khúc Huyền hai người con ngươi co rụt lại, trong lòng tự lẩm bẩm. Liệt ngục yêu phượng không phải là chân chính cửu phẩm chiến hồn nhưng lại còn cường đại hơn cửu phẩm chiến hồn a, bởi vì đây là chiến hồn đặc biệt. Hắc sắc hỏa diễm kia là lửa, nó đại biểu cho người nắm giữ chiến hồn là hỏa thuộc tính nhưng nó lại có bộ dáng yêu thú, bởi vậy cũng có người đem liệt ngục yêu phượng xưng là cửu phẩm chiến hồn biến dị. Cửu phẩm chiến hồn đã rất cường đại, lại càng không cần phải nói cửu phẩm chiến hồn biến dị. Chiến hồn biến dị cùng hồn thú biến dị chính là những tồn tại rất thần bí. Tiểu Hữu, ngươi có thể nguyện. Khúc Huyền nhìn thật sâu vào Lăng Phong vội vàng mở miệng nói, cơ hội quý giá như thế này hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, trong mắt rực sáng như thấy khi báu vật, hận không thể lập tức đem Lăng Phong kéo vào Chiến Vương học viện. Ta gia nhập Thần Phong học viện. Lăng Phong trực tiếp cắt ngang lời nói Khúc Huyền, rất nhanh đi đến bên cạnh tiểu ma nữ. Ha ha. Tốt. Quách Sĩ Thần cười ha ha, xem ra, trên đời này vẫn có người thông minh. Hừ, Quách lão quỷ, ngươi đừng có quá đắc ý, không biết chừng vẫn còn một cái cửu phẩm chiến hồn nữa. Khúc Huyền một mặt không phục, trên mặt hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp, lần này Khúc Huyền tự mình mở miệng, ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm. Bọn họ đều thấy Tiêu Phàm đi cùng với tiểu ma nữ và Lăng Phong. Hai người đi trước chiến hồn đã cường đại như thế thì người cuối cùng sẽ càng cường đại đến thế nào đây? Tiêu Phàm hít một hơi từng bước tiến lên, sự khẩn trương trong lòng hắn lúc này không thể nào áp chế, vừa mới xuất hiện hai cái cửu phẩm chiến hồn, một cái bát phẩm chiến hồn, hắn cũng không thể nào bình tĩnh được. Triệu hồi chiến hồn của ngươi ra. Ông lão mặc áo đen ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Hồng hộc một tiếng. Phía sau Tiêu Phàm hiện ra một đạo hắc ảnh, vào thời khắc bóng đen kia xuất hiện đồng tử của mọi người liền co rụt lại nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại bình tĩnh. Một hình bóng, đây là chiến hồn thuộc tính hắc ám sao? Làm sao quái dị như vậy? Hắc ám thuộc tính chiến hồn, đây chính là đặc thù chiến hồn a, chẳng lẽ hôm nay yêu nghiệt nhiều như vậy? Không phải hắc ám chiến hồn thập phần âm trầm quỷ dị, bóng đen này nhìn qua rất phổ thông. Hình như là tứ phẩm chiến hồn, u ảnh. Đám người nhìn chằm chằm chiến hồn của Tiêu Phàm nghị luận không thôi, không ít người chỉ trỏ trỏ, ánh mắt Tiêu Phàm bất an thỉnh thoảng đảo qua Khúc Huyền cùng Quách Sĩ Thần. Tứ phẩm chiến hồn, u ảnh. Khúc Huyền lắc đầu, đối với tứ phẩm chiến hồn hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ là tứ phẩm chiến hồn, u ảnh sao? Âm thanh Khúc Huyền không lớn nhưng lại như sấm động giữa trời quang đối với Tiêu Phàm. Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Không có khả năng, nếu như chỉ là tứ phẩm chiến hồn vậy hắn làm sao có thể hấp thu linh khí còn nhanh hơn ta. Tiểu ma nữ thì thầm trong miệng, bộ dáng không tin. Lăng Phong bên cạnh chỉ cau mày một cái, cũng không nói câu nào. Có chút tứ phẩm chiến hồn tương đối đặc thù, tiền kỳ đột phá rất nhanh nhưng cả đời cũng khó có thể bước vào cảnh giới chiến tông.
Quách Sĩ Thần giải thích nói. Kế tiếp, Khúc Huyền khoát khoát tay, hắn đối với Tiêu Phàm cũng không còn hứng thú gì. Chờ chút. Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu một mực trầm mặc không nói lại mở miệng, viện trưởng, ta có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện nhưng ta muốn hắn cũng phải được vào. Khúc Huyền cau mày một cái, tứ phẩm chiến hồn gia nhập Chiến Vương Học Viện ngược lại cũng không phải là không có, dù sao các đệ tử quý tộc của Đại Yên Vương Triều đều là như thế. Nhưng hắn không thích bị Nam Cung Tiêu Tiêu uy hiếp, dù cho Nam Cung Tiêu Tiêu có được cửu phẩm chiến hồn, nếu hiện tại hắn đã uy hiếp mình thì về sau còn tới mức nào nữa. Có ít người, cho dù gia nhập Chiến Vương Học Viện cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Khúc Huyền lời nói ẩn ý, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm thật sâu, hắn dường như cố ý nhắc nhở, tiểu tử ngươi không phải Chiến Vương Học Viện ai cũng có thể vào được. Không sai, Chiến Vương Học Viện không phải con ruồi con mũi gì ở đâu cũng có thể đến gia nhập. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng phụ họa, chỉ thấy Hoàng Thiên Thần đang chậm rãi đi tới, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Vì sao rất nhiều người chỉ có tứ phẩm chiến hồn cũng có thể gia nhập? Nam Cung Tiêu Tiêu một mặt khó chịu nhìn Hoàng Thiên Thần. Bởi vì bọn hắn là quý tộc, Hoàng Thiên Thần ngôn từ nghĩa chính nói. Nói cách khác, chỉ cần là quý tộc liền có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng khá hiếu thắng, nếu thật sự như vậy thì ta cũng chưa chắc có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện A, bởi vì ta cũng không phải là quý tộc. Thiên Thần, im ngay. Nghe được lời của Nam Cung Tiêu Tiêu, Khúc Huyền biến sắc, thịt vừa đến miệng nếu bay mất vậy về sau Chiến Vương Học Viện há không phải trở thành trò cười trong mắt người khác. Hoàng Thiên Thần cố gắng giải thích, nói các hạ đã hiểu lầm ý của ta, cũng không phải bởi vì bọn hắn là quý tộc liền có thể tiến vào Chiến Vương Học Viện, mà là tổ tiên bọn họ đã lập xuống công lao hãn mã cho Đại Yên Vương Triều ta, cho nên cho bọn hắn một chút ưu đãi cũng không phải là không thể, vẻn vẹn xem như đền bù tổn thất mà thôi. Lập được công lao hãn mã là tổ tông bọn hắn, cũng không phải là bản thân bọn hắn, huống chi, hưởng thụ nhiều đời như vậy cũng đã đủ rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, hắn dường như là một người khá khó chơi, có vẻ như hắn đã quyết định rời đi. Khúc Huyền một bên vô cùng nóng nảy, hận không thể một cái tát chết Hoàng Thiên Thần, chỉ là hắn kiêng kỵ địa vị hoàng gia ở Yến Thành nên hắn cũng không dám làm gì Hoàng Thiên Thần. Tiểu Hữu. Khúc Huyền cau mày nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu. Đáng tiếc, tính cách Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như chiến hồn của hắn vậy. Đều rất nghiêu, hắn trực tiếp cắt ngang lời nói của Khúc Huyền, không cần phải nói nữa, ta sẽ không gia nhập Chiến Vương Học Viện nữa, cho dù có cho ta 10 cái mỹ nữ đi chăn nữa. Bàn tử, đa tạ, bất quá ta thấy ngươi vẫn nên gia nhập Chiến Vương Học Viện đi. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn vậy mà vì mình rời khỏi Chiến Vương Học Viện. Việc này cũng không liên quan đến ngươi, là ta không muốn gia nhập mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói, không hề đem việc này để ở trong lòng. Tiểu tử, là ngươi giật dây hắn. Hoàng Thiên Thần đột nhiên đem mũi nhọn chỉ về hướng Tiêu Phàm, sát cơ lấp lóe. Phải thì làm sao mà không phải lại làm sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn Hoàng Thiên Thần. Bản thân lưu không được bàn tử vậy mà trách cứ lên đầu lão tử. Nếu là phải thì, chết. Hoàng Thiên Thần thần sắc lạnh lùng, từng bước một đi đến Tiêu Phàm. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ai? Tiêu Phàm cũng tức giận lên, cái gì hoàng gia đệ tử, cái gì học viên Chiến Vương Học Viện, hắn đều căn bản không quan tâm, nếu hắn quả thật chết thì nhất định phải kéo theo một vài tấm đệm lưng. Người Chiến Vương Học Viện thực sự rất là lợi hại a. Vậy mà lấy tu vi chiến tôn cảnh đối phó với tu sĩ chiến sư cảnh của Thần Phong Học Viện ta. Một cỗ khí tức cường đại trên người Quách Sĩ Thần tản ra, thân hình Hoàng Thiên Thần đột nhiên lui về sau mấy bước. Quách lão quỷ, người thật sự cho rằng Chiến Vương Học Viện ta rất dễ khi dễ. Chỉ cần vài phút cũng có thể diệt Thần Phong Học Viện của ngươi, ngươi có tin không? Nhìn thấy học viên của mình bị khi phụ, Khúc Huyền cũng lập tức xông lên. Hai đại chiến vương cường giả. Ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi, người không động ta cũng không động, hai cỗ khí thế cường đại va vào cùng một chỗ. Hồn lực cuồng bạo quét thẳng ra bốn phương tám hướng, cả đám tu sĩ đều nao nhao lui lại, rất nhiều tu sĩ bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ kêu ong ong không thôi. Diệt Thần Phong Học Viện, ta nói cho ngươi biết, cho dù Đại Yên Vương Triều có bị diệt thì Thần Phong Học Viện ta cũng sẽ sừng sững không ngã, ngươi có tin không?
Quách Sĩ Thần lạnh lùng cười một tiếng. Lời này vừa ra lập tức gây ra sóng to gió lớn, đám người kinh hãi nhìn Quách Sĩ Thần, lời nói của Quách Sĩ Thần chính là đại nghịch bất đạo a. Ngươi có biết những lời này của ngươi sẽ có hậu quả như thế nào không? Con ngươi Khúc Huyền u lãnh vô cùng. Hậu quả gì thì ta không biết, ta chỉ biết rõ nếu có ai dám khi dễ Thần Phong học viện thì ta liền đánh trước rồi nói. Quách Sĩ Thần cực kỳ bá đạo. Tu sĩ bốn phía đều bị lời này của Quách Sĩ Thần chấn kinh không thôi, đây thực sự là Thần Phong học viện đã suy bại hơn trăm năm nay sao? Hai người các ngươi có bằng lòng gia nhập Thần Phong học viện? Ánh mắt Quách Sĩ Thần rơi vào trên người Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Có cái gì không nguyện ý, dù sao gia nhập Thần Phong học viện cũng có thể cua được muội tử của Chiến Vương học viện. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng, từ đầu đến cuối đều không quên mỹ nữ Chiến Vương học viện. Ta nguyện ý. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, hắn mặc dù biết hai người Quách Sĩ Thần và Khúc Huyền là đang tranh đấu với nhau nhưng việc này đồng thời cũng mang đến một cơ hội cho hắn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là công pháp, Thần Phong học viện có thể sừng sững trải qua vô số tuế nguyệt tại Yến Thành khẳng định cũng có đạo lý của nó, chỉ ít còn tốt hơn so với bản thân một mình tu luyện, nếu may mắn lại có thể có được một lượng lớn công pháp để tu luyện nữa. Khúc lão quái, ngươi nghe thấy không? Quách Sĩ Thần nhếch miệng cười, kể từ bây giờ, bốn người bọn họ chính là học viên của Thần Phong học viện ta, bọn hắn đánh các ngươi, ta chịu trách nhiệm, các ngươi đánh bọn hắn. Vậy đừng trách ta không nói lý. Tiền bối, Thần Phong học viện còn tuyển người không? Chúng ta đều nguyện ý gia nhập. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt sáng lên, bắt đầu la ầm lên. Nếu ai thức tỉnh chiến hồn bát phẩm trở lên thì có thể đến Thần Phong học viện tìm ta. Quách Sĩ Thần nhàn nhạt nhìn tu sĩ bốn phía, phất tay, một cỗ đại lực nâng đám người Tiêu Phàm lên hướng về phía chân trời bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở quảng trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.